Lý Bội Ân, trong một lần bị đồng nghiệp trời xấu, chuốc thuốc, vô tình lên giường với ông chủ của mình, nào ngờ lại bị anh ta đòi chịu trách nhiệm, nhưng chớ trèo thay ai ta chính là tên đàn anh học cùng trường của cô, năm đó bị cô khinh bỉ, phũ phàng từ chối tình cảm. Cô cực kỳ ghét anh ta, cho rằng anh ta là một đứa lửu manh, vọc rốt, nhưng cuối cùng thì sao, ai ta lại là giám đốc công ty nơi cô làm việc. Sau ngày hôm đó, anh ta ép buộc cô phải ký giấy giao dịch với anh ta, rằng phải sinh cho anh ta một đứa con mới chịu bỏ qua cho cô. Quý vị thân mến, câu chuyện hứa hẹn sẽ rất hay và hấp dẫn. Để biết diễn biến câu chuyện ra sao, xin mời quý vị cùng đón nghe. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Thanh Hằng bằng cách nhấn like, chia sẻ, comment cũng như đăng ký kênh nhé. Chúc quý vị có những phút xem nghe chuyện thật thư giãn tiếng gõ bàn phím lạch cạch trong văn phòng vang lên xóa tan không gian yên tĩnh ngột ngạt ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà lý bụi ân vào làm việc tại công ty đa quý SYM. mới vào ngày đầu tiên nhiều những nhân viên khác đã giao cho cô mấy công việc lạt vặt đầy thừa thãi nhưng vì là ma mới nên cô chỉ biết mỉm cười ngậm ngùi chấp nhận mà không dám liền tiếng từ chối lúc này tiếng giày cào gót từ bên ngoài vang lên cánh cửa liền bật mở, một cô gái bước vào, cất giọng. Mọi người nghỉ tay chút nào. Cô gái này là Diệp Kỳ và là trưởng phòng của công ty. Khi vừa nghe giọng của cô, ngay lập tức mọi người liền dừng tay lại. Lấy bụi ân cũng đứng dậy, lễ phép chào Diệp Kỳ. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thì Diệp Kỳ đã không có ấn tượng tốt với cô. Chị Diệp, em là Lý Mụi Ân, nhân viên mới đến ạ. À? Được rồi, dù gì hôm nay công ty chúng ta cũng có dịp đi xả chết vậy thì bội ẩn em cũng đi cùng mọi người chứ lý bội ẩn liền nhìn mọi người xung quanh họ tỏ vẻ như không muốn lý bội ân đi cùng tuy nhiên diệp kỳ đã lên tiếng rủ nên cô cũng cảm thấy khó xử em em có thể đi cùng mọi người sao một vài người còn quay xa bàn tán về chuyện ngoại hình và tính tình khép kín ngoan ngoãn của lý bội ân e là không hợp đến nơi đó chút nào. Diệp Kỳ nghe được những lời bản tàn đó, liền đưa tay che miệng, họ khẽ một cái để nhắc nhở đám người đó. Riêng Lý Bụi Ân cũng không muốn tham gia những cái gọi là tiệc tùng. Dẫu biết là vào công ty thì phải mở lòng một chút để ngoại sao với mọi người. Bụi Ân, có muốn đi không? Đúng đấy, đi cho vui. Với lại, sẵn ăn mừng coi như là làm quen với mọi người luôn. Đám người đó trở mặt nhanh hơn lật bánh trắng, Diệp Kỳ liền hạ à nét mà xuống, vì buồn dĩ cô muốn giận sát lấy bụi ân tham gia cuộc vui này. Mặc dù đám người đó không hứng thú với cô lắm, nhưng vì Diệp Kỳ đã ra hiệu nên đành phải nói những lời ngượng miệng như vậy. Vâng, vậy em sẽ đi. Diệp Kỳ vỗ vai cô, giọng nói rất đỗi dịu dàng. Chỗ rồi nhé, không được đổi ý. Thôi, chị cũng trở lại phòng làm việc mọi người giải quyết công việc nhanh đi nhé lấy bội ân lại cho rằng diệp kỳ là người trưởng phòng dịu dàng và tốt bụng trong đầu lại vô cùng ngưỡng mộ cô ấy dáng người hoàn hảo đến giọng nói lẫn tính cách đều khiến người ta bị thủ hút lấy bội ân quay trở lại bà làm việc với gương mặt hí hửng vì cô mong đợi rằng sẽ có một ngày họ sẽ trở nên thân thiết hơn sau khi ta làm lấy bội ân đi đến đúng địa chỉ mà những đồng nghiệp đã gửi cho cô. Nhưng khi đứng trước nơi ồn ào đó, cô mới nhận ra là mình không thể nào hợp với nơi này. Và lại, đây cũng là lần đầu cô đặt chân đến một nơi ăn chơi như vậy. Lễ Bội Ân nhìn lại những người xung quanh, ăn mặc hở hang, có phần phản cảm, nhưng ở đây là vậy. Chỉ những dân chơi mới đến, một cô gái nhà lành như cô đến nơi này chẳng hợp tí nào. Bội Ân, mau vào đây nhanh nào! dập Kỳ nhìn thấy cô, liền đứng dậy đi tới, kéo cô vào bên trong. Tiếng nhạc ồn ào cùng với những vũ điệu hoàng xã trên sàn nhảy làm cho cô thấy tròn váng. Lý Bụi Ân dù gì cũng đã đến, nếu như tự ý bỏ về thì cũng kỳ. Nhìn lại những người đồng nghiệp của mình, họ đã thay đổi quần áo, trùng hợp với nơi này hơn. Họ còn lắc lư, nhún nhảy, uống rượu rất thoải mái. Có lẽ là lần đầu em đến nhỉ? Mọi người đều đã ra ngoài tham gia cuộc vui, chỉ còn lại Lý Bụi Ân và Diệp Kỳ. Cô không dám ngẩng đầu lên, cứ ngồi ở đây khép nép, không được thoải mái. Từ từ sẽ quen thôi, công ty của chúng ta lúc nào cũng chơi hết mình, làm hết mình như vậy, nên hãy cố gắng hòa nhập nhé. Vâng ạ. Diệp Kỳ nở một nụ cười đầy ẩn ý, cô lấy một ly rượu đưa cho Lý Bụi Ân, nhưng Lý Bụi Ân lên muốn từ chối, nhưng chẳng thể nào từ chối được uống một ly, xem như nè mặt chị đi. Em, em sợ bị say, tửu lượng em không tốt. Diệp Kỳ vẫn nhất quyết, rú ly rượu vào tay Lý Bụi Ẩn. Không sao đâu, rượu này nhẹ lắm, không say được. Lý Bụi Ẩn trần trừ, nhìn ly rượu trong tay mình, mùi thơm nhẹ nhẹ, cũng không khó người cho lắm. Cô nhẹ nhàng đặt lên miệng, rồi uống một hơi. Quả thật, nó không hề khó uống như cô đã tưởng tượng. Diệp Kỳ nhìn thấy sắc mặt của Lý Bội Ân rất hài lòng, lại dắt thêm cho cô một ly. cứ như vậy, Lý Bội Ân đã uống hết, không biết bao nhiêu. dường như cô bị mê muội mà chìm đắm trong hương vị ngọt ngào của nó. nhưng ngay sau đó, Lý Bội Ân lại mất nhận thức khoảng một lúc. trong mơ hồ, cô có nghe được giọng nói của đám đàn ông. say rồi sao? gì mà yếu thế? nhưng mà nhìn kỹ, cô ta cũng ngon vết. chơi thường cho bọn em đi. Lúc đó cô cảm giác được cơ thể mình được nhấc lên, bàn tay lạnh lẽo của ai đó chạm vào người của cô. Lý Bội Ân từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đám đàn ông đang nhìn cô với ánh mắt thèm khát. Quần áo của cô thì không được chỉnh tẩy nữa, nhưng Diệp Kỳ đi đâu rồi chứ? Cô sai rồi, để bọn này đưa cô đi nghỉ ngơi nhé. Nhưng cơ thể của cô lúc này rất khó chịu, tuy nhiên cô lại không muốn đám cặn bã đó chạm vào người một chút nào, cô vùng vẫy, thoát khỏi bọn chúng vì bọn chúng không nghĩ là cô sẽ chạy nên hơi lơ là, thành ra để vuốt mắt còn mồi trong mặt. Lấy bụi ẩn dùng hết sự tỉnh táo cuối cùng mà nhắm mắt chạy. À, lúc này cô lại va pha phải một người nào đó nhưng người đó không hề né tránh mà giữ cô lại trong lồng ngực mình. Cô chỉ có thể nhìn thấy gương mặt của người đó một cách mờ ảo mùi nước hoa nam tính khiến cho đầu óc cô trở nên mê muội cầu nắm lấy vạt áo của người đó miệng kêu lên cứu tôi làm ơn giúp tôi với người đàn ông đó nhìn cô với ánh mắt bất ngờ đám người kia cũng đuổi theo đến nơi nhưng khi nhìn thấy anh ta thì bọn người đó liền khựng lại anh dùng một tay ôm lấy lý bụi ân ngay sau đó lên bế cổ lên hiên ngang đi qua bọn người đó trong vô thức lý bụi ân cảm nhận được hơi ấm làm cô muốn chìm đắm trong nơi ấm áp đó. Cô cứ sụi mắt vào vòng ngực của anh ta làm anh ta có chút ngứa. Làm ơn, giúp tôi với. Đôi môi nhỏ nhắn phát ra âm thanh mê hoặc dụ dỗ đàn ông. Bất giác đôi môi của anh cũng còng lên cười khẩy. Là cô, tự mình tìm đến tôi đấy. Trong căn phòng ngập tràn âm thanh ái muội, lấy bụi ân từ một cô gái ngút ngát lại dám chủ động cầu dẫn một người đàn ông lạ. Đôi chân của cô giữ chặt lấy eo quanh ta, đôi tay không ít phận ôm lấy tấm lưng vững chắc vuốt về. người đàn ông ấy vậy mà lại bất động, xem cô gái đang ở trước mặt tùng hoành. gốc gác vậy sao? Cô cả ngày càng khiến tôi bất ngờ đấy. Cuối cùng anh cũng cất giọng ấm thanh trầm ấm đầy sự khiêu khích, có chút giàn xảo. Tuy nhiên anh vẫn không hề có chút động chạm gì khác ngoài việc giữ lấy eo của cô lấy bưởi ân nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi của anh mùi hương bạc hà thoang thoảng trong miệng kèm theo mùi vị rượu bà nãy cô đã uống hương vị không tệ chút nào như một chất kích thích vị giác của cô tiếng hôn vang vọng khắp cả căn phòng lấy bưởi ân như không còn chịu được được nữa bên trong cơ thể như ngày càng trở nên kỳ lạ hơn lúc nãy cô vẫn còn tỉnh táo, nhưng bây giờ thì cô dần mất đi lý trí, không biết bản thân đang làm trò gì nữa, chỉ biết rằng cô muốn giải tỏa cùng với người đàn ông này. Từ từ đã, cô còn chưa biết tôi là ai mà đã nôn nóng như vậy sao? Tống Khâm nhẹ nhàng đẩy Lý Bụi ẩn ra, ngón tay thon dài của anh đặt nhẹ lên cánh môi của cô để chặn lại, gương mặt của Lý Bụi ẩn đỏ bừng lên, khuôn miệng không ngừng thở dốc. Tống Khâm lúc này cũng có cơ hội ngắm nhìn lại tổng quan người con gái trước mặt. Cô đúng là không thay đổi, vẫn giữ nét mặt mộc mạc đó. Tuy nhiên, nó lại mang đến một sự nhàm chán cho anh. Chẳng ai đến ba mà lại mặc áo sờ mi, quần tây như vậy. Cô nghĩ nơi này là trốn công sở hay sao? Cả cặp kính dài cụm kia, thật vương víu. Anh đưa tay, kéo cặp kính của cô xuống, rồi quăng nó qua một bên. Chồng cô khi không đeo kính thật sự dễ nhìn hơn lấy bội ân nhẹ nhàng đưa tay tuột bỏ chiếc kẹp tóc xuống bàn tay đã lên trước ngực động tác chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo ra tống khâm cũng cử động anh bế cô đi tới giường nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống nhìn cô nằm trên giường mái tóc dài che phủ một bên gương mặt ánh đèn mở ảo lung linh càng làm cho không khí trở nên nóng hơn ai cũng cởi bỏ chiếc áo vest bên ngoài. Động tác thuần thục, cởi bỏ nốt chiếc áo sơ mi trắng ra. Trên cổ là một sợi dây chuyền bạc, nhẹ nhàng đùng đưa. Lý Bội Ân nhìn anh ở góc độ này khó mà có thể chịu đựng được. Một nam nhân quyến rũ đến chết người, tuy nhiên anh lại không hề có ý định sẽ tấn công cô, mà ngược lại muốn cô tự mình chịu đựng, đến khi không chịu được nữa mới thôi. Lý Bội Ân cô cũng không ngờ sẽ có một ngày mình lại trở nên trâu chẽn đến như vậy cô không thể chờ đợi được nữa mà ngồi dậy kéo tay tống khâm xuống giường đôi bàn tay cô như một ngọn lửa chăm ngòi chạm vào cơ ngực săn chắc của anh giúp tôi đi tống khâm cười xấu xa hỏi cô muốn tôi giúp gì giọng nói của cô lúc này vô cùng khó khăn thốt ra tôi khó chịu lắm chạm vào tôi đi anh vẫn bất động cố ý trâu đùa với người con gái này, anh được nước lớn tới. Và xin tôi đi. Đôi tay anh nhẹ nhàng mân mê những lọn tóc của cô, dù đặt lên mũi người nhẹ. Bộ dạng của anh chẳng hề đàng hoang chút nào. Ngay từ đầu đã muốn chơi đùa cô, xem cô như một món đồ chơi, không hơn không kém. Xin anh, tôi xin anh. Tống khâm vô cùng hả hê, vội lật người lại để cô nằm bên dưới. Giọng cười của anh vang vọng khắp căn phòng. Cuối cùng thì cô cũng bỏ qua thể diện của mình mà nằm dưới thần anh, cầu xin đấy sao. Tống Khâm cũng không ngầu được, có một ngày cô gái này lại xen xì cầu xin anh như vậy. Cô nhận ra tôi là ai không? Lý Bụi Ân không biết anh là ai, nhưng anh lại biết rất rõ về cô. Anh chờ đợi được gặp lại cô cũng lâu lắm rồi, là do ông trôi giúp anh gặp lại cô, để có cơ hội xin nhục cô, trả đạp cô như thế này chứng kiến được sự lẳng lơ của cô ở trên giường. Quần áo của cả hai nằm ngổn ngang bên dưới sàn, có vẻ như bản thân anh cũng không thể chơi đùa từ từ được nữa rồi. Bên dưới đang kêu gào, Tống không biết là cũng đến lúc rồi nên liền chuẩn bị tư thế mạnh mẽ tiến vào trong. À, Lý Bội Ân không ngờ anh lại xoay sở tình hình nhanh đến như vậy. Cô còn chưa kịp chuẩn bị, đã bị tấn công mạnh mẽ như vậy. Cô chỉ biết dùng tay che lấy miệng của mình. Cả đêm của lấy anh không rời, ai như rút cả năng lượng của cô. Khiến cô không thể chịu đựng được và không thể theo kịp anh nên đã mất nhận thức từ lúc nào không hay. Ai nhìn cô đã ngủ say, khoe mắt còn động lại vài giọt nước mắt. Đây chính là hình ảnh mà anh muốn nhìn thấy sau bao năm gặp lại. Đôi mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc, giá lên thân thể cò rút của cô trên giường. Ngủ ngon, ngày mai chắc cô sẽ bất ngờ lắm. Lý Bụi Ân tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cô mới vừa mở mắt ra đã cảm thấy cơ thể nặng nề và nhức mỏi, đặc biệt là eo của cô. Ngoài ra, cô còn thấy cả người của cô thật trống trải, có chút lạnh lạnh, liền nhận ra cơ thể của mình đang không mặc gì. Và lại, nơi này cũng không phải là căn phòng của cô. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, cô lại chạm vào xa thịt của ai đó cho đến khi cô nhìn sang bên cạnh thì nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của đàn ông. Không, cô vội đứng dậy, đi xuống giường, nhìn quần áo của mình và người đàn ông đó nằm ngổn ngang trên đất. Cả người của cô đều là dầu vết mà đêm qua đã để lại. Cả đời này của cô không nghĩ bản thân lại phóng túng như vậy. Thật nhục nhã, cô từ nhỏ đã được giáo dục là chỉ quan hệ với người được gọi là chồng của mình mà thôi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô nhanh chóng mặc lại quần áo của mình nếu mẹ của cô trên trời biết được con gái của bà lại lẳng lơ trơ trẽn cùng đàn ông như vậy chắc bà sẽ thất vọng về cô lắm cô còn chưa có được ngày thành công vậy mà bây giờ lại ở đây làm chuyện này cô cũng không cần biết mặt người đàn ông đó để làm gì cô đã nhục nhã như vậy rồi không còn muốn ở lại căn phòng này Thêm một phút giây nào nữa, nhanh chóng xóa bỏ mọi vết tích, rồi rời khỏi nơi này. Cô chắc chắn đêm qua mình uống say nên đã gây nên chuyện này, nhưng tại sao lúc đó rõ ràng cô ở cùng Diệp Kỳ, nhưng tại sao chứ? Lúc rời đi, cô vô tình làm rơi lại chiếc thẻ nhân viên của mình mà không hề hay biết. Suốt cả chặng đường, cô luôn suy nghĩ. Chẳng lẽ, chấy hại mình? Không đâu, chấy là người tốt, chạy sẽ không làm như vậy. Cô nhị lên đồng hồ, sắp đến giờ làm việc rồi. Cô chưa mới được nhận vào làm ở công ty chưa quá hai ngày. Nếu cô nghỉ, chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Cô cố hượng mang vác cơ thể nặng nê của mình đến công ty. Tiện thể ghé qua cửa hàng gần đó để mua một bộ quần áo mới. Nhanh chóng trả đi vết tích trên cổ mà người đàn ông kia đã để lại. Lý Bội Ân bắt đầu có chút ký ức về cảnh tượng đêm qua là cô đã va phải người đàn ông đó. Ngay sau đó, cô cảm thấy cơ thể rất kỳ lạ. Cô lại ôm ấp, dây dưa với anh ta. Nhưng cô lại không nhớ rõ mặt người đó trò lắm. Không sao hết, mình không có làm gì hết. Bước vào công ty, lấy bữa ân cô giữ cho mình nát mặt bình thường. Tuy nhiên, cô muốn tìm Diệp Kỳ để hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi cô vừa bước vào công ty, thế nhìn của những đồng nghiệp đều xá lên người của cô họ dường như tò mò về chuyện đêm qua của cô. Tuy nhiên, lại không nói gì, có người thì gì sao, cười nói gì đó. Chị ơi, chị Diệp Kỳ đã tới chưa ạ? Cô bấm bụng, đi tới hỏi thăm một người trong số đó. Cô gái đó mặt nghềnh ngang, ánh mắt láo liền, trả lời quả loa. Chị ấy vừa tới. Vâng, em cảm ơn. Lấy Bội Ân gấp rút đi đến phòng làm việc của Diệp Kỳ để tìm cô ấy, nhưng vẫn cố giữ cho mình một sự bình tĩnh nhất có thể. Khi Lý buổi Ân vừa đi, thì đám người đó liền tụm năm tụm bảy bàn tán. Đêm qua cô ta uống say, còn bị đám đàn ông ve vãn nữa đấy. Đúng rồi, đêm qua, lúc tôi thấy là cô ta đã đi cùng hai tên nào đó, mặt làng lừa lắm kìa. Vậy chắc là đêm qua, cô ta cũng vất vả rồi nhỉ, mà sáng nay vẫn có thể đi làm được, nể thật. Ngoài mặt tỏ vẻ ngây thơ, hiền lành, chẳng qua chưa lộ bản chất thôi Mấy ông liệu hồn với cô ta đó Mấy cô gái cố tình nhấn mạnh Đến mấy người đồng nghiệp nam trong công ty Tuy nhiên họ không có hứng thú Với Lý Bụi Ân cho lắm Vì người chẳng có chút gì thu hút cả Đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Lúc này Lý Bụi Ân vội đi đến tìm Diệp Kỳ Nhưng Diệp Kỳ lại tỏ vẻ rất bình thường Gờ mặt vẫn như chưa có chuyện gì xảy ra Nhìn thấy Lý Bụi Ân Cô liền mỉm cười vui vẻ Như cái cách mà cô đã từng làm với Lý Bụi Ân hôm qua vậy. Nụ cười đầy sự gia tạo khiến cô lại tin tưởng như vậy. Đúng là ngốc thật. Sao thế? Gấp gáp như vậy đến tìm chị là có chuyện gì? Mà đêm qua em về lúc mấy giờ thế? Diệp Kỳ có đứng dậy quan tâm hỏi Hàn cô. Chị Diệp Kỳ, em có chuyện muốn hỏi chị. Được, em cứ hỏi đi. Lấy bụi ân cắn chặt môi rồi nói. Đêm qua, em mất nhận thức lúc uống say lúc đó chị có ở bên cạnh em không diệp kỳ cố tỏ vẻ như đang cố nhớ điều gì đó à đêm qua chị em mình uống say chị cũng không nhớ rõ lắm chị được trần xuyên đưa về còn em thì em nói đi vệ sinh rồi sẽ về ngày sau đó mà có chuyện gì sau lấy bụi ân còn nhớ lúc bổ thức cô đã nghe được giọng nói của diệp kỳ bên cạnh đó đám đàn ông kia có nói chuyện và nghe lời sắp xếp của Diệp Kỳ nữa. Nhưng lúc đó cô say, cô không có gì để chứng minh rằng đó là cô ta. Cô nắm chặt tay của mình, tức giận nói. Chị Diệp Kỳ, em rất ngưỡng mộ chị. Mong rằng chị có gì không thích ở em thì cứ nói. Em chỉ nói vậy thôi. Diệp Kỳ ánh mắt trở nên đen lại, tuy nhiên vẫn gượng cười, nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu. Em nói gì vậy? Có phải đêm qua xảy ra chuyện gì không? Diệp Kỳ định trả vào cô thì cô liền lui về phía sau, tránh sự đụng chạm của cô ta. Thật sự quá kinh tởm, cô rất ghét sự giả tạo đó. Em không sao, em xin phép về phòng làm việc. Sau khi Lý Bội Ân rời đi, Diệp Kỳ liền đứng dậy, đi tới bên cửa sổ. Nụ cười liền hiện ra rõ ràng, Đây sự nguy hiểm thầm sâu, Đơn giản chuyện gì cũng có cái lý do của nó. Không ngờ một nhân viên mới như Lý Bụi Ân lại có mối quan hệ mật thiết với giám đốc, lại còn được nhận sự ưu ái, nên đầm xa đố kỵ, ghen tức với Lý Bụi Ân mới bày trò hãm hại cô. Xem ra, đêm qua cô rất vui vẻ nhỉ? Đúng là đồ ngốc, dễ tin người thật. Sau khi Lý Bụi Ân trở về phòng làm việc, cô nhận ra rõ nơi này không ai đáng để tin tưởng cả. Tuy nhiên, cô đã dốc hết tầm sức để có thể vào được đây để làm việc. Cô đã dành thời gian học tập, rèn luyện. Công ty danh tiếng này không phải ai muốn vào cũng được. Tuy nhiên, môi trường xung quanh của cô thật đáng sợ. Đáng người này đều mang trong mình sự tiêu cực, xấu xa. Cô phải nhẫn nhịn, dù có làm sao cũng phải nhẫn nhịn. Trong lúc cô đang làm việc thì Diệp Kỳ đột nhiên xuất hiện, đi tới tận bàn của Lý Bội Ẩn, vẻ mặt của cô ta không có chút gì vui vẻ cả, có vẻ đây mới chính là bộ mặt thật của cô ta bản chất cũng đã lộ diện bụi ân giám đốc tìm em đi theo tôi lấy bụi ân có chút hoang mang cô cũng chưa từng gặp qua giám đốc lần nào ngầm nghĩ rằng chắc giám đốc muốn nhân viên mới đến chào hỏi cô đi cùng với diệp kỳ đi đến tầng cao nhất của công ty suốt cả chặng đường diệp kỳ lẫn lý bụi ân không nói với nhau câu nào nhưng thay vào đó lấy bụi ân lại cảm thấy sự lạnh lẽo bao quanh mình. Thang máy dừng lại, lấy Bội Ân đi theo phía sau Diệp Kỳ, đi đến căn phòng nằm ở cuối dãy. Diệp Kỳ nhẹ nhàng gõ cửa, bên trong vang lên mùi giọng nói trầm nhẹ của đàn ông. lấy Bội Ân đây cũng là lần đầu tiên gặp giám đốc, nên cô cũng có chút hồi hộp. Khi cánh cửa vừa bật mở, Diệp Kỳ đi vào bên trong, cúi đầu nói. Giám đốc, nhân viên mới đến rồi ạ. lấy Bội Ân chỉ nhìn thấy được tấm lưng rộng rãi và dáng người cao giáo của giám đốc nhưng có thể đoán được anh ta còn khá trẻ Diệp kỳ vẫn đứng đó không rời đi lên bị giám đốc lên tiếng nhắc nhở trường phòng diệp có thể về phòng làm việc được rồi để tôi nói chuyện riêng với nhân viên mới một chút diệp kỳ quay sang nhìn lý bụi ân khẽ lườm cô một cái thoáng qua không để lý bụi ân phát hiện bàn tay siết chặt lại hàm răng cắn chặt không thể nói chuyện công khai rõ ràng hai người này có quan hệ mờ ám gì đó diệp kỳ quay sang mỉm cười vỗ vai lý bụi ân tỏ ra tình thương mến thương em ở đây nói chuyện với giám đốc nhé chị về đây đợi khi diệp kỳ rời đi lấy bụi ân liền cất giọng yếu ớt tôi là lý bụi ân giám đốc tìm tôi có việc gì không ạ người đàn ông đó liền quay đầu lại trên môi nở một nụ cười xấu xa Cô liền thấy gương mặt này có gì đó rất quen thuộc, nhưng cô lại chẳng thể nhớ được đã gặp ở đâu. Ai ta đi tới, ngồi xuống trước mặt cô, lịch thiệp đưa tay ra hiệu mời cô ngồi. Liễu Bội Ân nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, nhưng anh ta lại có vẻ tò mò, vì sao cô lại không tỏ ra biểu cảm ngạc nhiên hay sợ hãi, điều này khiến anh có chút thất vọng. Không nhận ra tôi sao, vũ phàng thật đấy. Anh đưa tay chống cằm, giọng nói không hề có ý tứ đàng hoàng. Tôi với giám đốc có quen biết nhau sao? Anh bật cười thành tiếng rồi tựa lưng vào ghế. Trông anh chẳng có chút gì gọi là nghiệp túc cả. Một người có tác phòng thế này mà cũng là giám đốc sao? Cô dụ dỗ người ta xong, lên bỏ chạy như vậy sao? Ý giám đốc là sao? Cô nhíu mày đầy khó hiểu. Cô thật sự không nhớ sao? Người qua đêm với cô điểm qua phải nói đúng hơn là người bị cô ăn sạch đêm qua mới phải. Cô cứ vậy mà bỏ đi không nói tiếng nào, làm tôi buổi làm đấy, biết không? Ngay lập tức, lấy bụi Ân liền bị đánh vào ký ức. Mặt mày của cô tái xanh, đôi môi ấp úng không thể nói thành lời, đôi mắt không dám như thẳng về phía anh. Cô cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt vào tấm vải của ghế ngồi. Cô không phải xui xẻo đi nỗi, lại lên giường với giám đốc công ty trong ngày đầu tiên làm việc này chứ. lấy bụi ân như sắp khóc đến nơi tuy nhiên vẫn cố tỏ ra không biết gì Giám... giám đốc nói gì vậy tôi không hiểu tông khâm đứng dậy đi tới nâng gương mặt của cô lên đây đúng là biểu cảm mà anh muốn nhìn thấy anh nhẹ nhàng gửi xuống bên cạnh kéo cô áo ra cho cô xem tảng tích đêm qua cô đã để lại nhìn xem dấu vết của cô để lại đó định làm rồi không chịu trách nhiệm sao? Cô liền đẩy mạnh Tống Khâm ra rồi đứng dậy cúi đầu với anh. Chắc là giám đốc nhận lầm người rồi. Nếu không có chuyện gì thì tôi về làm việc đây ạ. À? Thấy cô chưa gì đã muốn chạy nên liền đưa tay ra kéo cổ lại. Ánh mắt trở nên nguy hiểm hơn. Đồ dỡ như vậy cũng quá đủ rồi. Bàn tay lạnh lẽo của anh bóp chặt lấy cổ tay của Lý Bội Ân. Anh lấy ra từ trong túi chiếc thẻ nhân viên của cô làm cho cô không còn đường nào để chối cãi được nữa. Vậy tại sao thẻ nhân viên của cô lại nằm trên giường của tôi nhỉ? Lý Bội Ân không dám đối diện sự thật, cầu quay mặt đi hướng khác. Tôi... Sao nào? Hết đường trôi cãi rồi ư? Ừ. Anh nhẹ nhàng buông cổ tay của Lý Bội Ân ra, rồi quay trở về chỗ ngồi của mình. Anh gác chân lên bàn một cách quyền lực, rồi nói. Dù cô không nhận, nhưng trích xuất camera cũng tố cáo cô rồi. Cô tưởng có được cơ thể của tôi rồi, chối bỏ là xong à? Lấy Bụi Ân quay đầu lại, nghiến rằng nói. Tôi xin lỗi, điều quà, tôi không nhớ gì hết, mong giám đốc bỏ qua. Nếu muốn thì tôi sẽ rời khỏi công ty này, sẽ không bao giờ để tin này lộ ra ngoài. Tống Khâm cười khinh bỉ, thể ra cô suy nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy, mà tiếc là cô lại không nhớ được anh là ai, quá đáng tiếc cho cô. Cô tưởng vậy là xong à? Thế anh muốn sao? Tổng khâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Đương nhiên là chịu trách nhiệm rồi. Lấy bụi ẩn trong người không có gì, tiền bạc lẫn danh tiếng hay gì đó cũng không có. Nếu anh đòi bồi thường tiền thì cô lại càng không có. Với lại người mất mát là cô, sao cô lại phải chịu trách nhiệm với anh ta chứ? Lấy bụi ẩn đi tới, đập mạnh tay xuống bàn, tức giận nói. Tôi là con gái, tôi mất mát nhiều thứ, tôi còn không đòi anh chịu trách nhiệm, anh là đàn ông, mất mát gì mà đòi tôi chịu trách nhiệm cờ chứ? tống khâm nhíu mày, không khí trở nên ngột ngạt hơn. lúc này chỉ còn lại sát khí của lý bụi ân và tống khâm ngập tràn khắp căn phòng. cô là người tấn công tôi, tôi mất danh dự, mất là đầu của mình, mất thể diện. rõ ràng là cô chủ động với tôi, cô không nhớ gì sao? dù cả việc cô chối bỏ, không nhận đã làm ảnh hưởng tinh thần của tôi. Như vậy mà không gọi là mất mát, vậy là gì? Cả người lấy bụi ẩn như cứng đờ, cô biết mình chẳng thể đấu lại anh ta. Nhưng lúc đó cô say, nên cô cũng chẳng nhớ được gì. Trong tiềm thức của cô, có động lại chút ký ức. Đúng là cô có chủ động hôn anh ta, nhưng ngay sau đó cô đã làm những gì thì không còn nhiều nữa. Vậy, anh muốn tôi chịu trách nhiệm gì? Tống khâm càng thấy mọi chuyện đã đi đúng hướng, lên phấn khởi đứng dậy đi tới trước mặt của cô. anh nhẹ nhàng cúi người thấp xuống, gian tà nói: trước khi muốn biết chịu trách nhiệm cách gì, cô cần nhận diện tôi là ai trước đã. lý bội ân cố lục lọi ký ức của mình, gương mặt này rất quen thuộc, tuy nhiên cô lại không nhớ mình đã gặp ở đâu nữa. anh có vẻ rất mong đợi câu trả lời của cô, nhưng cô lại làm cho anh thất vọng bởi cô nói. Tôi không biết anh là ai cả Về mặt của anh Ngập tràn sự thất vọng Tống Khâm thở dài một hơi Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô Kéo cô ngồi xuống rồi từ từ nói Vô tình thật Cô còn nhớ tới cái đứa Từng bị cô từ chối tình cảm Năm cô lên lớp 10 không Lấy Bụi Ân dường như Đã nhớ ra được điều gì đó Một mảnh ký ức nhỏ nhoi Về người còn trai đó Năm đó cô vừa lên lớp 10 Cô là học sinh giỏi nhất của lớp Tuy nhiên, cô lại có xu hướng sống khắp kín. Với lại, cô toàn chơi với những người có thành tích tốt, thay vì chơi với những người chỉ biết chơi bời vì sợ bản thân sẽ bị kéo theo giống họ. Cô nhớ năm đó, có một đàn anh học khóa trên tỏ tình với cô. Anh ta mệnh danh là tên Lưu Manh Dù cồn Cô còn chứng kiến thấy anh ta đánh một người bạn cùng lớp của mình. Đến đâm ra có ác cảm và đồng thời rất ghét những kẻ bạo lực như anh ta. Không biết anh ta thích cô từ lúc nào hay chỉ là cho đùa tiêu khiển của anh ta. Một ngày nọ, lại tỏ tình với Lý Bội Ân trước sân trường, làm cho các học sinh trong trường được một phen hóng chuyện. Về mặt của Tống Khâm lúc đó rất thành tâm. Tuy nhiên, Lý Bội Ân bày xa nét mặt khinh bỉ, cầu quăng bó hoa của Tống Khâm xuống đất rồi để lại một câu lạnh lùng. Khi nào anh học giỏi và trở thành một người có ích cho xã hội, rồi hãy nói chuyện với tôi rất cảm ơn vì đã thích tôi. Nhưng tôi ghét loại người bạo lực, lại học kém như anh. Ngay lúc đó, anh bị tất cả học sinh của trường cười vào mặt, bị chính đám bạn của mình nhạo báng. Trong khi đó, cô lại chẳng có nhan sắc bằng ai. Anh từ chối tất cả các cô gái khác, nhưng lại hạ mình tỏ tình với Lý Bội Ân. Thay vì từ chối một cách đàng hoàng, nhưng cô lại dùng lời nói khinh bỉ đánh vào sự tự ái của anh. Tí tước của anh bị lan truyền khắp trên trang của trường. Anh trở thành cho tiêu khiển, đám học sinh khác còn chế ảnh của anh dán lên khắp nơi. Cuối cùng, anh gây ẩu đà với đám người tung tin đó và bị đuổi học. Mọi thứ đều giống như một cơn ác mộng vậy. Một cô gái hiền lành, học giỏi nhưng không ngờ lại có thể làm người khác chịu tổn thương như thế. Nhắc lại khiến cho Tống Khâm càng hận cô hơn. Ánh mắt anh chứa vài sợi gần đỏ, nhiều máu. Lý Bội Ân cũng nhớ lại tất cả rồi. Cô không thể ngờ rằng người bị cô khinh thường nằm đó này lại là sếp của mình, quả là chớ trêu. Chắc cô cũng không ngờ tới, một ngày giám đốc của mình lại là đứa lù mành bị cô từ chối trước kia đồ nhỉ. Hai mắt của Lý Bội Ân dán chặt lên gương mặt xấu xa của anh. Đúng rồi, gương mặt đó cô không thể nào quên được, nhưng cô lại không nghĩ mình có thể gặp lại anh. Môi của cô du lên bật bật, Đôi chân như mềm nhũn đi. Anh... anh... Như vậy là muốn trả thù với chuyện đó sao? Tống Khâm dùng đôi tay của mình bóp nhẹ gương mặt của Lý Bụi Ẩn nhẹ nhàng ghé sát môi của mình bên tai của cô, cất giọng. Tôi chỉ muốn cho cô thấy không phải cứ học giỏi là hay. Cậu thầy đấy, tôi bị đuổi học. Tôi chẳng cần đi học gì cả. Một đứa ngủ rốt là có thể làm giám đốc được đấy thôi. Đơn giản... Về nhà tôi có điều kiện Tiền Nó lúc nào cũng hơn cái não hết Anh mạnh mẽ để cô ra Rồi đi tới bài làm việc Lấy một tờ giấy Mang tới Quăng xuống chỗ cô Kèm theo một cây viết Đọc kỹ đi Rồi ký Đây là giao dịch của chúng ta Cô dù muốn hay không Cũng phải ký nó Đôi tay của cô run run Cầm lấy tờ giấy Đọc nội dung của nó Vừa đọc Cô vừa dùng đôi mắt Sắc bén Tựa như sao Để lườm anh biết được thân phận của anh, Lý Bội Sao chẳng còn xem anh là giám đốc của mình nữa. Trong tờ giấy đó viết rằng, mua Lý Bội Ân sinh con cho anh, anh sẽ chủ cấp cho cô trong thời gian qua lại với nhau. Đến khi cô hoàn toàn hạ sinh thành công thì cô sẽ được giải thoát và anh còn trợ cấp cho cô thêm một số tiền để trang trải cho cuộc sống. Tôi không chấp nhận chuyện này. Cô quăng tờ giấy xuống đất, tổng khâm bỏ sự cao ngạo của mình cúi xuống, nhặt tờ giấy lên, phủi bụi. Tôi không phải lấy chuyện cũ già để trả thù đâu. Tôi thật sự rất cần mua đứa con ngay lúc này. Vì chỉ khi có con, tôi hoàn toàn sẽ được trở thành người thừa kế khối tài sản của bà tôi. Cô đọc kỹ rồi chứ. Tôi có nói là sẽ chu cấp cho cô. Cô cũng có lợi mà. Lý Bụi Ân đứng dậy, ái mắt giận dữ như muốn xe xác tống không ra, làm trong mảnh. Tôi sẽ không ký. Anh đi mà tìm người khác đi Tôi sẽ xin nghỉ việc trong hôm nay Lữ Bụi Ân nói xong định rời đi Thì bị giọng nói của Tống Khâm Làm cho dừng lại Nếu vậy tôi phải làm lớn chuyện này rồi Để mọi người biết được Cô dụ dỗ tôi như thế nào Xem có công ty nào nhận cô nữa không Nghe nói Ba của cô đang nằm viện hả Nếu ấy biết được chắc sẽ buồn lắm Nghe xong Lữ Bụi Ân trợn mắt Quay đầu lại đi tới túm cổ áo của Tông Khâm, nghiến răng nói: "Anh dám sao?" Tông Khâm vẫn tỏ vẻ thách thức vì đã nắm được điểm yếu của cô. "Tôi có tiền, chuyện gì mà tôi chẳng dám làm." Cô nghĩ, đám người đó sẽ tiền tôi, hãy tin cô đấy. Cô buông cô áo anh ra, đôi chân không thể trụ nổi nữa, cô ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt vô hồn. Tại sao cô lại gánh chịu hậu quả này? Cô không nghĩ những lời nói đó của mình lại vô tình khiến bản thân trở nên tệ hại như thế này. Cô có thể suy nghĩ, tôi cho cô hạn một ngày, nhanh chóng liên lạc với tôi, nếu không thì cô cũng tự hiểu rồi ha. Những câu nói thẳng thắn, vô tình là khiến cho một người ôm hận chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Lấy bụi ân lúc từ chối tổng khâm, mặc dù rất ghét anh, nhưng cô muốn dùng những lời nói đó để thúc đẩy anh trở thành một con người tốt, để anh hoàn thiện lại bản thân nhưng những lời nói đó lại trở thành mũi giáo vô hình đụng đến sự tự ái của Tống Khâm. Chẳng những vậy, còn khiến anh bị tiêu cực nặng nề, đến nỗi đánh nhau rồi bị đuổi học. Suốt những năm qua, Tống Khâm vẫn luôn bị sự thành công ám ảnh trong đầu của mình. Nhất quyết phải đứng trên đỉnh vinh quang. Đúng là những gì anh có là nhờ một phần vào tài sản của ba anh. Tuy nhiên, trong suốt bao năm qua, anh không ngừng cố gắng gây dựng lên cơ ngơi này của mình, làm cho công ty ngày càng đi lên đến danh tiếng của ngày hôm nay là do trong thời gian qua anh cho từng một ngày được nghỉ ngơi cho đúng nghĩa. có lẽ sau ngày hôm nay anh không còn phải căng thẳng nữa vì vừa tìm được một thú vui giúp giảm stress cho mình rồi. lúc đó anh thích lấy bụi ân nhưng bây giờ thì không. lý do anh thích lấy bụi ân nằm đó có lẽ là sau một trận đánh nhau anh bị thương ở mặt. Lúc đó, Lê Bội Ân là người đình hàng, nhìn thấy anh như vậy nên đã đưa cho anh miếng băng kèo ca nhân. Chẳng những thế, còn tự tay giá lên cho anh. Tống Khâm cũng là lần đầu tiên đem lòng yêu thích một người con gái. Đúng là, tình đầu khó phai nhỉ? Mối tình đầu chỉ vừa chớm nở tốt đẹp, nhưng ngay sau đó, trái tim vừa mới xung động của anh đã bị chính người con gái ấy dẫm đạp lên một cách không thường tiếc đến tận bây giờ anh vẫn còn giữ miếng băng keo khô cứng lại trong một cái hộp nhỏ. Anh vẫn chưa vứt nó đi, mà ngược lại, còn để nó trong một cái hộp rất kỹ và để ở ngăn kéo cuối cùng của ba làm việc. Tuy nhiên, anh chỉ yêu thích cô gái ở khoảnh khắc đó thôi, còn bây giờ thì không còn nữa rồi. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, lấy bụi ẩn ghé ngang qua một cửa tiệm đồ ăn, mua vài món ngon để mang đến bệnh viện. Bà mẹ đã lo cho cô học, đến nỗi bây giờ không còn tiền để mà đóng viện phí. Cô đã chạy khắp nơi để vay mượn số tiền lớn đóng tiền viện phí cho bà. Tuy nhiên, bà của cô phải nằm viện để theo dõi, nên tiền chính là thứ mà cô phải lo tâm. Mặc dù mới vào công ty, nhưng đủ thứ chuyện khiến cô như sắp điền lên. Cô vội ăn nhanh một chiếc bánh mì để lấy sức, ngồi bên vệ đường, đôi mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Lý Bội Ân đã có được công việc mong muốn, nhưng bây giờ cô lại phải chạy đua với tốc độ tuổi già của bà cô và cách gọi là đồng tiền. Đứng trước phòng bệnh của bà, cô hít một hơi thật sâu, bản thân của cô không còn trong sạch nữa rồi. Có lẽ mẹ của cô ở trên trời đã biết, nhưng chỉ có ba của cô thì ông ấy vẫn chưa biết chuyện này. Nếu như để ông ấy biết, nhất định ông ấy sẽ tức đến chết mất. Cánh cửa nhẹ mở ra, người đàn ông với thân thể gầy ốm, sắc mặt xanh xao, càng nhìn càng khiến cho Lý Bội Ân lòng đau như cắt, cố mỉm môi đi vào, nhẹ nhàng lên tiếng gọi thần thường. "Bà, con đến thăm bà đây." Ông Lý vừa nghe tiếng gọi quen thuộc của đứa con gái mà ông yêu thương nhất, ngay lập tức liền quay đầu lại. "Con mới ta làm sao?" Bà sao sắc mặt của con không tốt lắm Mắt của con bị gì vậy Nhìn đôi mắt sưng đỏ cô lý bụi ăn khiến ông không khỏi lo lắng cô ngồi xuống nhẹ nhàng lấy đồ ăn trong túi còn nóng hổi thơm lừng tuy nhiên ông vẫn không có chút gì gọi là thèm thùng nó cả con không sao lúc nãy bụi bay vào mắt nên con rụi nó mới đỏ lên như vậy ông đưa đôi bàn tay thô ráp của mình xoa nhẹ gương mặt của cô khiến con mệt mỏi lo lắng cho ba nhiều rồi làm ở đó ổn chứ coi gây khó dễ với con không Lý Bụi Ân ôm lấy đôi bàn tay trai sần của ông, cố tỏ ra vui vẻ nhất để không bị ông phát hiện được sự mệt mỏi của cô. Con mới đến, nhưng được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Đồng nghiệp của con ai cũng tốt hết, chỗ làm cũng rất thoải mái. Bà, bà đừng lo nhé. Bà đã lo cho con nhiều, không đếm xuể. Con chỉ chăm sóc ba có bấy nhiêu, đã là gì đâu chứ. Hai người tâm sự với nhau khá lâu, một lúc sau, y tá vào đến lúc phải tìm thuốc cho ông, nên Lý Bội Ân phải nhanh chóng quay về, vì cô vẫn còn nhiều công việc chưa giải quyết xong. Cô liên tiếp rời khỏi bệnh viện, trong đầu dường như đã quên đi chuyện giao dịch với Tông Khẩm. Nhưng khi vừa trở về nhà, một dòng số lạ gọi đến cho Lý Bội Ân. Cô không có thói quen nghe máy từ số lạ, nhưng giống như có một linh cảm hay gì đó thúc đẩy cô phải nghe máy. Alo bên kia chưa đến một giọng nói đầy sự đáng ghét khởi lý bụi ân liền nhận ra người bên đầu dây là ai lúc chiều tôi có thấy cô đến bệnh viện thăm ba của cô hả thế sao liên quan gì đến anh anh gọi đến cho hỏi vậy thôi sao tiếng cười đầy sự hứng thú và cao ngạo của anh khiến cô cảm thấy kinh tởm tôi chỉ gọi để nhắc nhở rằng cô phải trả lời cho tôi càng sớm càng tốt nên nhớ tôi nói được làm được đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Nếu Bội Ân không thể kiềm chế được sự tức giận của mình mà quát lên, tôi biết rồi, đừng có gọi làm phiền tôi nữa. Cô nói xong liền tắt ngang máy, quăng chiếc điện thoại xuống giường. Cô mệt mỏi ngã xuống chiếc giường thần thuộc của mình, rồi nhắm mắt lại. Cô lại chìm đắm trong sự suy nghĩ về chuyện giao dịch với Tông khầm Anh ta bây giờ là người có tiền, có tiếng. Nếu như cô chống đối với anh, Chắc chắn sẽ bị anh ta đem đi bêu diêu khắp nơi. Cô chỉ là một đứa làm cho công ty của anh ta. Tiền cũng không có, thập của bé Họng không thể làm gì được. Chẳng lẽ cô thật sự phải chấp nhận số phận, họ mình để làm cái máy sinh con cho anh ta hay sao? Tiếng tình vang lên, âm thanh thông báo từ điện thoại. Cô lười biếng mở điện thoại lên xem, thì thấy thông báo nhắc nhở đóng tiền thuốc men phát sinh của bà cô. Cô vò đầu bứt tóc, bây giờ mới vào công ty, cô còn chưa có tiền lương, trong người chẳng còn nhiều tiền. Cô ngồi bật dậy, đi vào nhà tắm, cởi bỏ quần áo ngay lập tức. Những vết hôn đỏ lại xuất hiện trên khắp cơ thể của cô. Cô căm ghét nó, muốn lau chùi đi và rửa sạch sự dơ bẩn đó. Đứng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Câu nói của Tống Khâm cứ vang vọng trong đầu của cô. Lấy bụi ân đưa tay, vặn vòi nước, để cho nước lạnh dở trôi đi tất cả. Cô ngồi khuỵu xuống, thu mình lại một góc. Cô chẳng còn sự trong sạch nữa rồi. Bây giờ, tiếng là thứ có thể giúp được cho cô và ba. Cô cắn chặt môi đến bật ra máu tành nồng. Cuối cùng, cũng chấp nhận thua cuộc và để mặc cho số phận của mình. Tiếng đổ chuông của điện thoại vang lên. Tống Khâm vẫn còn đang nhầm nhì, thưởng thức ly rượu cảnh đêm. Anh bị tiếng điện thoại kêu làm cho có chút tức giận. Khiếm khi có một ngày nhàn hạ như vậy mà vẫn bị phá đám. Nhưng khi nhìn dòng số điện thoại trên màn hình, đôi môi của anh bỗng chốc còng lên. Thay vào vẻ mặt tức giận vừa rồi là một gương mặt hào hức. Alo. Giọng nói nhỏ nhẹ từ phía bên đầu dây bên kia chuyển đến. Là tôi đây. Tôi muốn nói với anh về chuyện giao dịch của tôi với anh. Tôi... tôi đồng ý. Ký giao dịch với anh cô cắn răng cố gắng dứt khoát nói rõ với tống khâm ở bên kia tống khâm như mở cờ trong bụng tâm trạng cũng trở nên tốt hơn hẳn trong không gian yên tĩnh cô còn nghe được giọng cười khoa trí của tống khâm anh ta có vẻ đã đạt được mục đích mà anh ta mong muốn rồi ngày tháng sau này của cô sẽ như cá nằm trên thớt nhanh vậy sao tôi không nghĩ là cô sẽ quyết định nhanh như thế nhưng lựa chọn rất thông minh đấy chất giọng của cô bỗng trở nên rùn rùn. Cô hận bản thân mình, ngay lúc này không thể làm gì được người đàn ông xấu xa đó. Đến ngay địa chỉ tôi gửi, chúng ta sẽ ký luôn trong hôm nay. Tôi sẽ đợi cô. Nói dứt lời, anh liền ngắt máy, ngay sau đó liền gửi định vị cho Lý Bội Ân, mua xong tin địa chỉ khách sạn và số phòng. Nhịp tim của cô đập nhanh vì sợ hãi, đôi chân như đứng không vững. Dẫu biết cô đã từng làm chuyện này với anh ta, nhưng cô lại không nghĩ là mình sẽ làm nó lúc tỉnh táo. Cô sợ phải đối diện với gương mặt xấu xa, giàn xảo đó. Cô khoác một chiếc áo khoác dày cụm, đeo chiếc kính cận, rồi cột mái tóc gọn gàng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi đến nơi địa ngục đó. Trời về đêm thật lạnh lẽo, cô mặc dù đã mặc áo dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh, đón một chiếc taxi đi đến địa chỉ mà Tống Khâm đã gửi. Cô chỉ mong cho thời gian ngừng lại lúc này. Tất cả chỉ vì cô đã bị anh ta dù đến mức đường cùng. Đây cũng là lần đầu tiên cô bước chân vào một cái khách sạn xà hoa lộng lẫy. Cô đi vào sảnh rồi tìm số phòng mà Tống Khâm đã nói. Người nhân viên nhìn cô từ đầu đến chân trông chẳng giống một người có tiền chút nào. Rồi cười nhạo lý bụi ẩn trong bụng cho rằng cô giống như những cô gái ngoài kia sau đêm nay ở đây nhất định sẽ một bước hóa vượng hoàng. Lý Bụi Ân đi theo sự chỉ dẫn của người nhân viên. Cuối cùng, cụ đến trước căn phòng mà Tống không đã gửi. Cô mạnh mẽ bước tới, gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Cô đánh liều đẩy cửa đi vào, không gian căn phòng thật yên tĩnh. Nhìn xung quanh, nội thất sang trọng, có lẽ đây là phòng vip ở đây. Trong khi Lý Bụi Ân vẫn còn mơ màng với không gian sang trọng nơi đây, thì một bàn tay từ phía sau chạm vào vai của cô, làm cô giật mình, quay đầu lại kêu lên. Tống Khâm đứng ngay phía sau cô, tựa như âm hồn bất tán. Anh khoanh tay, tựa lưng vào tường, mái tóc có chút ướt, có lẽ anh từ phòng tắm đi ra. Nhìn cô ăn mặc cuốn từ đầu đến chân, thật mất cả hứng. kêu la cái gì, đến nhanh vậy? Anh đi ngang cô, lấy cái khăn nằm trên giường, rồi đưa nó cho Lý Bội Ân ra lệnh lau tóc cho tôi. Lý Bụi Ân cầm lấy cái khăn từ tay anh, ánh mắt tràn ghét, khinh thường như năm nào. Cô vẫn dùng sự coi thường đó, dán lên người của anh, dù cho anh có tiền hay đang ở đình vinh quang đi chẳng nữa. Chẳng có gì tự hào khi bản thân có tài sản sẵn, chẳng bằng những người tự thân nỗ lực tạo ra. Cô bước tới, giúp anh nhẹ nhàng lòng tóc, nhìn cô đứng phía sau, không có chút cảm xúc gì, giống như một con robot, thật nhàm chán làm sao anh đã chuẩn bị tờ giấy sẵn đưa nó cho cô ký đi cô lại không có chút do sự đóng sơ qua rồi đặt bút ký xong rồi tống khâm nhìn nét chữ ký trên giấy thì cũng yên tâm ai đứng dậy đưa tay chạm vào gương mặt của cô rồi đẩy cô ngồi xuống giường anh cũng không gấp gáp làm mấy chuyện này nên cứ để cô chuẩn bị tâm lý trước đã cô làm sao khiến tôi hứng thú một chút đi Vác cái mặt bánh bao trầu lên đây Làm tôi tụt hứng à Lý Bụi Ân gục đầu xuống Hai tay đan vào nhau Cô cũng đã ký rồi Số phận nằm trong lòng bàn tay của anh Tuy anh muốn làm gì thì làm Cô không khiến tôi hứng thú Thì làm sao có thể có còn được chứ Nếu như vậy Thì chúng ta sẽ còn vớn nhau dài dài Cô không muốn kết thúc Càng sớm càng tốt à Cô không nhịn được nữa Lìa liệt tiếng Tôi cần tiền Ai có thể đưa cho tôi liền được không Ông không tưởng là mình nghe lầm nhưng thật sự cô đang đưa ra yêu cầu với anh đây ư? Ừ. còn tiền đến vậy sao? anh thở ra một hơi, nâng gương mặt đang trốn ánh nhìn của anh lên. lấy bụi ẩn đôi mắt đã ướt từ lúc nào anh ghét cảm giác chặt ép người khác như thế này, tuy nhiên anh lại rất muốn tra đạp khiến cô phải đau khổ. bàn tay anh trở nên mạnh mẽ bóp chặt lấy gò má của cô. ánh mắt không còn đùa sợ nữa mà trở nên đáng sợ cần tiền thì cũng phải biết ngoan ngoãn chứ. Chẳng phải tiền từ trên trời rơi xuống, khiến bản thân có giá trị hơn chút đi. Xem cô có thể xứng bao nhiêu tiền sau đêm nay. Anh buông cô ra, để lại vết làn đỏ trên gương mặt, lấy bụi ẩn lên hiệu ý của anh. Cô liền cởi bỏ chiếc áo khoác dày cụm trên người, tiếp theo đó là cởi bỏ cặp kính cận của mình ra. Nếu như cô không thể nhìn rõ được gương mặt của anh, xem ra có thể tạm thời chấp nhận được. Tống Khâm quay về chỗ ngồi của mình. Anh muốn nhìn xem có có thể làm được gì để khơi gợi được sự ham muốn của anh. Chứ hiện tại anh chẳng có chút gì gọi là muốn chạm vào cô. Ngay cả anh cũng cảm thấy tràn gát bộ dạng vô dụng này của cô vô cùng. Khi Lý Bội Ấn tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cô đã nhìn thấy một cái thẻ nằm trên bàn kèm theo một tờ giấy do Tống Khâm đã để lại cho cô. Đêm qua không được tốt lắm, nhưng vất vả cho cô rồi Thẻ này cho cô Có thể xài thoải mái Lý Bụi Ân ôm lấy cơ thể nặng nề của mình Sau một đêm phóng túng với Tông Khầm Cô thật sự không tin được Bản thân bây giờ Chẳng khác gì một tiểu nhân tình của anh ta Chỉ cần anh ta gọi Là cô liền có mặt Hết lần này đến lần khác Bị anh ta xỉ nhục Cô đưa mắt nhìn sang góc tủ Nhìn thấy một bộ quần áo mới Được trao sẵn ở đó Bộ quần áo cũ của cô không còn nằm ở đây nữa. Tống Khâm cũng đã rời đi. Giống như chưa từng có sự xuất hiện của anh trong căn phòng này trước đây vậy. Nhìn lại đồng hồ trên tay, cô liền nhanh chóng đi vào phòng tắm để tắm rửa vì cô còn phải đến công ty. Loay hoay một lúc, thấy thấy sắp đến giờ nên cô hớt hài chạy xuống đón taxi để đến công ty. Chiếc xe dừng lại bên ngoài, lấy bụi ân ba chân bốn cẳng chạy vào để kịp thời gian quét mã. Nếu không, sẽ bị cho là vắng rồi bị trừ lường mất bước chân của lý Bội ân có phần nhanh nhẹn chen chúc nhau giữa dòng người những người còn lại đều đang cố gắng để có thể là người may mắn quét được mã trong 10 giây ngắn ngủi đó lý Bội ân rút thẻ nhân viên ra sẵn sàng tư thế chỉ với một cú lấy đà của cô đã phóng đến chỗ máy quét mã lúc còn ở trường cấp 3 thì cô cũng là một người rất giỏi về thể chất và nhảy xa cô đã đạt được số điểm tối đa, nên bây giờ có thể vận dụng được một chút để chứ. 5. hoàn thành Cô tươi tắn đi vào phòng làm việc, nhìn lại mấy người đi trễ còn lại. Họ chỉ biết háo miệng, nhìn cô, cứ như siêu nhân vậy. Cô bước vào bàn làm việc của mình. Lúc này, đám người trong công ty cũng bắt đầu bàn tán về chuyện tham gia chuyến công tác cùng với giám đốc trong tuần tới. Đặc biệt là các nhân viên nữ ai nấy cũng đều muốn được là người giám đốc lựa chọn để đi cùng hết. Nhưng tất cả, mọi người đều có suy nghĩ rằng người có khả năng đi cùng với giám đốc của họ nhất chính là trưởng phòng Diệp Kỳ. Chị Diệp Kỳ, chắc chắn là chị được đi với giám đốc đúng không? Anh ấy có nói gì về chuyến đi chưa? Diệp Kỳ hai má đỏ ửng lên, cô cũng không nghĩ về chuyện đó cho lắm. Nhưng đám nhân viên nữ biết rõ Diệp Kỳ thích tống khầm. Để bọn họ dù có thích anh cũng không dám mở lời để nói ra, mà ngược lại phải nịnh nọt cô ta. Không có đâu, chắc anh ấy đi với trợ lý đấy, chị còn nhiều việc lắm. Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng Diệp Kỳ cũng nôn nóng, vào và hức, vì cô là người đề cử sáng giá, có khả năng nhất được đi cùng với Tống Khâm. Trong khi mọi người có đang vui vẻ hào hức thì Lý Bội Ân rất chăm chỉ giải quyết bản báo cáo và một vài công việc lặn vặt của mình. Cô Lý, làm giúp tôi cái này được không? Hôm nay tôi xin về sớm, có công việc. Nha, giúp tôi nha. Người đó có vẻ rất khẩn cầu và xin cô. nếu Bụi Ân không sợi trong việc từ chối người khác chút nào. Cô chỉ cần người ta năn nỉ một chút là cô lại mềm lòng. Được rồi, chỉ lần này thôi đấy. Người đó vui vẻ cảm ơn cô rồi rời đi. Lúc đi ra ngoài, sắc mặt liền thay đổi những mày với Diệp Kỳ. Tiếp đó, lại một vài người nữa đến nhờ Lý Bụi Ẩn, nhưng như lại bản báo cáo của mình vẫn chưa xong. Nếu nhận của người khác, sợ là không kịp thời gian để gửi mưu cho Diệp Kỳ. Cô ta nhất định sẽ có cớ để gây sự với cô. Giúp tụi này đi mà, chỉ lần này thôi, không hiểu đâu. Cuối cùng, cô lại chẳng thể từ chối được mà gom lại một đúng việc. Có đám người kia lại hí hùng về sớm để đi ăn chơi, còn hết lời chê bai nói xấu cô. Cho rằng cô đúng là một đứa ngốc nghếch dễ tìm người. Diệp Kỳ cũng định tàn làm, thì nhìn thấy Lý Bụi Ân vẫn còn làm việc. Cô nở một nụ cười thánh thiện đi tới, thể hiện sự quan tâm. Sao mọi người tàn sớm vậy? Bụi Ân, đừng làm quá sức, có gì về rồi hãy làm luôn. Lý Bụi Ân ngẩng đầu lên, đáp. Không sao đâu, em làm chút nữa xong rồi. Đừng làm quá sức nhé, chị về đây. Diệp Kỳ nói xong, lên quay lưng rời đi. Tuy nhiên, Cô ta khi bước ra thang máy thì đột nhiên nhớ ra điều gì đó, mềm cười một cách gian xảo, nhanh chóng đi tới tìm người bảo vệ ở công ty, dặn dò so điều gì đó, người đó cũng gật gù nghe theo do hành động theo ý của Diệp Kỳ. Qua sát lại một lần nữa, thấy không có ai, người bảo vệ lên ngắt nguồn điện, thang máy cũng vì bị ngắt nguồn điện nên không hoạt động nữa, đèn và máy lạnh cũng theo đó mà tắt luôn. Lễ bội ân còn tưởng là bị cúp điện nên liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Cô buộc phải đi thang bộ xuống, mấy chỗ này lúc còn học ở trường, những lúc về trễ, cô cũng hay đi thang bộ tận 10 tầng nên cũng quen rồi. Nhưng khi cô bước xuống bậc thang cuối cùng thì nhìn thấy cửa bên ngoài công ty đã đóng lại còn khóa chặt. Bảo vệ cũng đã về từ lúc nào. Cô loay hoay không biết làm sao để về. Rõ ràng lúc nãy người về cuối cùng là Diệp Kỳ, cô ta đáng lẽ sẽ nói với bảo vệ rằng còn người ở trên phòng chứ lấy Bội Ân bắt đầu thấy hoang mang Không biết làm sao để ra ngoài Cô lại không thân với ai trong công ty Nên không có số liên lạc Để gọi người trợ giúp Chỉ có anh ta mà thôi Nhưng lấy Bội Ân nhớ ngay đến Tông Khâm Nhưng cô thả chết ở đây Còn hơn là đi gọi anh ta đến giúp Nhưng có điều nơi này càng về tối Lại càng lạnh Sợ là không thể chịu được cả đêm mà thôi ánh đèn điện thoại không đủ để làm sáng rực cả không gian rộng lớn lỗ ánh sáng len lỏi trong màn đêm tĩnh mịch Lấy bội ân cũng đã nằm cùng chân sàn nhà ngủ lúc nào không hay cô nằm còi xúc người lại vì lạnh chỉ có chiếc áo khoác che chắn nhưng không đủ để bản thân ấm áp hơn đột nhiên tiếng chu điện thoại vang lên làm cô bừng tỉnh dậy cô chợt nhận ra mình đã ngủ tới lúc nào mắt nhắm mắt mở bấm nghe điện thoại phía bên kia chưa đến giọng nói đáng ghét của Tống Khâm. Cô đang ở đâu? Liễu Bội Ân cũng không quyết định sẽ nhờ anh giúp. Anh dù gì cũng đã gọi tới thì cô cũng nói luôn. Nếu không sợ rằng cô sẽ không qua khỏi điểm này mất. Và lại cô còn bàn báo cáo vẫn chưa làm xong. Nếu không nộp trong ngày mai nhất định sẽ có chuyện lớn. Đang ở công ty. Tống không như đồng hồ đã 8 giờ tối mà cô lại ở trong công ty để làm gì? Cô không để anh hỏi liền nói tiếp Anh có chìa khóa không Tôi về sau Để bảo vệ khóa cửa Tôi không ra ngoài được Tống Khâm nghe vậy Im lặng một lúc Đôi môi của anh Lại phát ra âm thanh của sự vô tình Trong bụng lại càng thấy buồn cười Anh cười cho sự cố gắng của cô Đúng là khi không có tiền Thì chỉ còn cách là cố gắng mà thôi Cách làm của cô Khiến anh phải cảm phục Nhưng có điều quá ngủ ngốc Vậy à Vậy đợi mày, bảo vệ đến mở cửa cho cô. Tôi định nói, hôm nay không có hứng, nếu cô không cần tìm đến tôi thôi. Vậy nhé, ngủ ngon. Ơ, ừ, này, anh kia. Lý Bụi Ân còn chưa kịp nói thêm, thì anh đã ngắt máy. Cô chỉ biết bất lực ngồi tựa lưng ở góc tường gần đó. Đáng lẽ, cô định đêm nay sẽ thức cả đêm để làm bản báo cáo. Do làm cho đám người đó mà cô không có thời gian để làm phần của mình. Lý Bụi Ân thầm trách cho sự ngu ngốc và nhu nhược của mình. Nhưng ở trước Tống Khâm, không hiểu sao cô lấy động lực đâu xa mà dám lên tiếng mắng chửi anh ta như vậy. Càng lúc càng lạnh hơn, cứ đà này cô sẽ không chịu đựng được mắt. Cô dùng chiếc áo khoác để che đậy cơ thể yếu ớt của mình. Cô chẳng còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc im lặng và cam chịu tiếp tục làm việc ở nơi này. Chỉ đợi một ngày nào đó có đủ tiền và xong giao dịch với tên khốn Tống Khâm, cô nhất định sẽ không ở lại nơi quỷ quái này. Đôi mi của cô trở nên nặng trĩu vì mệt mỏi. Cả ngày hôm nay cô đã làm rất nhiều công việc, đến bây giờ cô muốn ngủ một chút. Có lẽ chỉ khi chiêm bao giấc ngủ cô sẽ đỡ cảm thấy lạnh hơn. Lý Bụi Ân trong lúc ngủ có cảm giác nhờ, có ai đó đã bế cổ lên. Cô được cảm nhận cái hơi ấm tỏa ra từ người nào đó. Rất quen thuộc, trước đây hình như đã từng có cảm giác này rồi. Cứ xử rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt của cô lười biếng, không muốn mở mắt ra. Cô đã có một giấc mơ, cô mơ thấy mình mặc bộ đồng phục của trường năm cấp 3. Vẫn là mái tóc đuôi gà cùng cặp kính dài cụm quen thuộc. Lúc cô đi ngang qua một con hẻm, có nhìn thấy một người con trai, cả người đều là thưởng tích, đang tựa lưng vào tường. Sợ anh ta xảy ra chuyện, nên cô đã vội chạy đến và hỏi hàn nhưng anh ta không nói gì cô cẩn thận lấy ra trong túi một cái băng keo cá nhân giá lên má của anh anh ở đây nhé tôi đi tìm người giúp cô lê quay rời đi định tìm người giúp nhưng khi quay đầu lại thì người con trai đó đã đi đầu mắt cô không ngờ anh ta lại đi nhanh đến vậy nhưng cô không nhìn rõ mặt anh ta tuy nhiên dáng người chồng cũng rất đỗi quen thuộc chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu. Lý Bụi Ân bị tiếng còi xe và ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm cho bừng tỉnh dậy. Cô hoang mang vì thấy bản thân đang ngồi trên xe của ai đó. Giọng nói của người bên cạnh vang lên. Cô ngủ lâu quá đấy. Lên nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Cô trưởng mắt nhìn lại cơ thể của mình vẫn còn nguyên vẹn quần áo. Nhưng trên người của cô lại có một chiếc áo vest của anh ta. Cô nhớ bản thân lúc đó đang ở trong công ty. Chẳng lẽ anh ta thực sự cứu cô ra sao? Anh đến giúp tôi sao? Tống Khâm đưa tay ra ngoài, vứt bỏ tàn thuốc xuống rồi kéo cửa kính xẻ lên, vẻ mặt kiêu ngạo như mọi khi. Sợ cô chết, không ai hay. Từ lúc đó, có ăn mạng tại công ty thì sẽ rắc rối lắm. Với lại, để cô chết rồi, ai sinh con cho tôi? Lý Bụi Ân phì cười, đầy sự khinh bỉ Chẳng qua, cũng vì lợi ích cá nhân, nhìn gương mặt của anh ta, đương nhiên ai ta sẽ không tốt đến nỗi đến giúp cô đâu. Có lẽ, lúc nãy cô suýt cảm động trong giây phút đó khi biết anh ta cứu cô, nhưng nghĩ lại, ai ta chẳng hề tốt như cô nghĩ. Thì ra, cũng vì bản thân. Được rồi, cảm ơn. Tôi về làm bản báo cáo, ngày mai còn phải nộp nữa. Cô đưa tay mở cửa xe, nhưng cửa đã bị khóa. Anh lại nhợn nhơ như không có chuyện gì xảy ra. Mắt nhìn về phía trước, tay thì chống cầm, điệu bộ nhàn hạ. Mở cửa xe cho tôi. Nhà ở đâu? Cô khựng người lại, nhớ mày khó chịu. Anh lại muốn gì nữa đây? Đưa cô về, không cần phải đón xe. Ông đây sẵn tiện cho cô đi nhờ, không tính tiền đâu. Lý Bụi Ân nhìn ra ngoài đường lớn, đúng là giờ này đón xe cũng khó. Nếu như đi với anh, chắc sẽ về nhanh hơn. Cô liền nói địa chỉ cho anh. Tống Khâm gật gù rồi phóng xe đi. Suốt cả chặng đường, anh không nói tiếng nào, cứ để cho không khí trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Nhưng tốc độ chạy xe của Tống Khâm làm cô suýt rớt tim ra ngoài. Cô quay sang, vỗ nhẹ vai anh nhắc nhở. Chạy chậm chút đi, anh đang đua xe đó sao? Nguy hiểm lắm. Yên tâm, không chết đâu mà lo. Nhưng nhờ với tốc độ đó mà đã nhanh chóng đến căn hộ nơi cô đang ở. Lý Bội Ân bước xuống xe, còn phải trao đầu, nhưng từ phía sau, một bàn tay bắt lấy cô, để cô tựa vào người của mình. Nhưng cô biết đó là anh, nên không cần anh giúp đỡ, mà hất tại anh ra. Cảm ơn, về đi. Lý Bội Ân lục trong túi, tìm chìa khóa cửa nhà. Căn hộ của cô khá cũ kỹ, những khu nhà xung quanh cũng thật nghèo nàn, nơi này cũng có thể ở được hay sao. Tống Khâm quan sát xung quanh, tòa là xác rưởi mùi hôi thối của mấy túi rác bốc lên khiến anh buồn nôn cô không hề hay biết anh đang đi theo mình lại leo thang bộ những thang bộ này không bằng lúc nãy ở công ty cô chỉ lên đúng tầng hai là tới phòng của mình rồi lúc cô định tra chìa khóa vào thì giọng nói của tống khâm vang lên nơi này cũng có thể ở được sao cô bị giọng nói của anh làm cho giật cả mình chiếc chìa khóa trên tay rơi xuống đất cô quay đầu lại vuốt ngực thở vào còn tưởng là cái gì tới nữa nhưng nhìn cái mặt của anh cô không những giật mình mà còn sợ hơn là gặp mà nữa tống khâm nhìn vẻ mặt xanh như tàu lá chuối của cô thì phì cười gì vậy tưởng mà à mà còn không đáng sợ bằng anh sao không về đi Lễ bụi ân vụ nhặt trước chìa khóa rồi mở cửa tống khâm là vị khách không mời mà đến cô vốn không muốn cho anh vào bên trong tuy nhiên bên ngoài bởi vì sự cụ kỹ mục nát của nơi này nếu mới trông tủi tàn thế thôi. Nhưng khi cô mở cửa phòng thì trông cũng không tệ chút nào. Có lẽ vì cô là một người kỹ tính chẳng. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, một hạt bụi cũng không có. Trong phòng còn có mùi thơm của tinh dầu quế hồi rất dễ chịu. Tôi định về nhưng xe bị hỏng rồi, hôm nay ở nhau một đêm. Anh lại tự nhiên hiên ngang đi vào trong nhà mà không cần sự cho phép của cô. Ngồi xuống chiếc ghế sofa gác cho lên bàn vẫn không xa vẻ một người nghiêm túc chút nào. Tôi có nói cho anh ở lại sau, làm ơn đi về đi. Tôi có nhiều việc lắm, đừng có làm phiền tôi. Tuy nhiên tổng không vẫn xả điếc, anh vẫn ngồi lì ở đó không để ý đến cô. Lấy bụi ẩn biết, bây giờ cô có làm gì, thanh ta cũng sẽ như vậy thôi. Cô cũng không có thời gian, hay sức lực gì để chống đối anh cả. Cô hừ lạnh rồi quay trở lại vào phòng tắm rửa sau đó nấu một hộp mì ăn để lấy sức thức đêm làm việc. Tông Khâm vẫn ngồi bất động ở đó, quan sát từng hành động của cô. Ánh mắt có chút dao động, đột nhiên đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại ra rồi bấm một chút. Lý Bụi Ân cứ ăn như vậy mà không để tâm đến Tông Khâm. Cô vừa ăn vừa ngồi đối diện với máy tính, anh có thể nhìn thấy được sự chăm chỉ, siêng năng của cô, nhưng cô có cố gắng cỡ nào cũng vô ích thôi. Thế giới này chẳng có sự công bằng đâu, cả đôi của cô chỉ có thể làm thuê, chẳng bước chân lên vị trí chủ được đâu." Tiếng chu bên ngoài vang lên, Lý Bội Ân định đi mở cửa thì anh đã đứng dậy trước, ra ngoài mở cửa giúp cô, vì anh biết người đến là ai. "Đây là đơn hàng đồ ăn của mình ạ, mời anh ký vào đây." Là nhân viên giao đồ ăn, Lý Bội Ân nhìn thấy anh mang vào rất nhiều hộp đồ ăn, thấy cô nhìn anh lên cười một cách thách thức. Bản thân chỉ có thể ngồi đó ăn mì, chăm chú làm việc. Còn anh thì thành thơi ăn cao lượng mỹ vị. Anh tự nhiên mở hộp đồ ăn ra. Mùi thơm của món ăn lan tỏa khắp căn phòng, khiến cho Lý Bụi Ân vừa mới ăn mì xong, vẫn bị mùi thơm thức ăn quyến rũ. Cầu khẽ nuốt nước bọt một cái, rồi tự trấn an bản thân mình. Không thèm, mình còn trong công ngàn việc, đấu ra thời gian, nghĩ đến ăn uống nữa chứ. Tống không vừa ăn, vừa để lộ biểu cảm, khiến người ta phải thèm thuồng anh lại cất giọng khai lấy khai để ôm ừ, ngon ôi cái chân gà này đậm vị thế còn có cả cái bào ngư này cũng ngon không kém giờ này mà chỉ ăn mì thôi thật tội nghiệp cái dạ dày không ngừng tấm tắc khen mấy món trên bàn ăn kèm theo vài câu nói cố ý chăm chọc lấy bụi ân vừa làm vừa bị giọng của anh làm cho mắt tập trung tên này đúng là muốn kiếm chuyện với cô đây mà Lý Bội Ân liền đứng dậy đi tới nói. Ăn thì lo ăn đi, đừng có làm ồn, tôi không tập trung làm việc được, là tôi đuổi anh ra ngoài đó. Tống Khâm đặt đũa xuống rồi ra vẻ chủ cả với cô. Cô nói chuyện với tôi, không biết cao thấp gì sao. Nhìn lại bản thân mình đi, tôi là sếp của cô, mà cô nói chuyện với tôi vậy à? Cô gân cổ lên, cãi lại. Thì sao? Đây là nhà của tôi. Anh tự ý vào nhà, không có sự cho phép của tôi, mà còn bắt bẻ tôi sao? giữa hai con người này cho gì lại xuất hiện một tia điện xẹt ngang qua ánh mắt nhau không ai chịu thua ai tống khâm đứng dậy kéo cô ngồi xuống rồi lấy đồ ăn trên bàn đút vào miệng của cô lý bội ân trợn tròn mắt nhìn anh thì anh lại đút vào miệng của cô một miệng khác như muốn bịt miệng của cô lại ừm anh tống khâm nhách môi cười khi thấy biểu cảm của cô lúc này ngôn áo lúc này là cô đó cộng việc lại rồi đi làm việc đi lấy bụi ân đúng là không nên dành thời gian ở đây đôi cò về ảnh cô liền hậm hực tức giận quay trở lại bà làm việc của mình tuy nhiên mùi vị thức ăn trong miệng cũng không tệ một chút nào nhưng cô vội xô tan ý nghĩ đó đi và bắt đầu làm việc của mình trời cũng đã khuya đôi mắt của cô không còn chút sức lực gì nữa cả riêng tống khâm cũng đã ngủ được một giấc ở trên ghế sofa. phà khi tịch dậy định đi do nước thì thấy Lý Bụi Ân đã ngủ gục rồi. Như lại, bản báo cáo vẫn chưa đầu vào đầu hết. Anh nắm lấy tay của cô, choang qua cổ của mình, rồi nhẹ đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận đáp chăn lên cho cô. Còn bản thân thì đi lại chỗ bàn làm việc của cô, bắt đầu sắn tèo lên, gõ lệch cạch trên bàn phím. Động tác của anh có phần nhanh nhẹn hơn Lý Bụi Ân. chưa đây bằng 10 phút, anh đã hoàn thành giúp cô tất cả mọi việc anh vươn vai uể oải rồi rời khỏi nơi đó ngủ ngon Tông khâm để lại lời chúc rồi khẽ đóng cửa lại vốn dĩ định ở lại đây chiêu đùa cùng một chút nhưng cả ngày hôm nay cô vất vả nhiều rồi anh cũng không thích ở nơi ngột ngạt này cần phải quay về nhà để giải quyết một số việc ai đột ngột lấy điện thoại ra gọi cho bên nhà đất tôi muốn mua lại khu nhà ở đường ích anh cũng không hiểu tại sao mình lại bỏ ra một số tiền lớn để mua một khu đất chết này nữa nếu như nó được cải tạo lại một chút chắc sẽ trở nên mới mẻ hơn nhìn khắp núi đi cây cỏ còn không thể sống được thế này mà người vào ở được cũng gọi là hay đấy đoạn đường trở về nhà vắng tanh từ nhà của lý bụi ân đến nhà của anh cũng khá xa nhưng anh thỉnh thoảng về nhà vài lần thường thì anh sẽ ở khu khách sạn của mình hoặc là ở một căn hộ nào đó vì anh không thích về nhà đối mặt với ba của mình. Ở lúc nào cũng hồi thúc anh sớm lập gia đình để sinh con nổi dõi. Anh đã đi gặp mặt những đối tượng mà ông ấy sắp đặt nhưng chẳng có mối nào vừa ý. Đơn giản vì tính tình của anh chẳng cô gái nào chịu được. Miệng của anh lúc nào cũng nói trái ngược lại với tâm ý của mình. Có lẽ với cái miệng nói năng cộc căn thô lỗ đó mà bất kỳ cô gái nào tiếp xúc cũng đều sợ. Con gái yêu bằng lỗ tai Nhưng anh lại không giỏi ăn nói trò lắm Nếu như khịa một người nào đó Thì anh lại giỏi trong mảng đó hơn Là mở lời thả thính Thiếu gia đã bể rồi Nhưng lão già đã ngủ rồi ạ à? Tống khâm vẫy tay xa hiệu cho người giúp việc Đi chỗ khác Anh lại về lúc khuya khoát thế này Nếu ông còn thức chắc sẽ mắng anh một trận rồi Anh với tay Do lì nước uống cạn một hơi Rồi đứng dậy quay trở về phòng nhưng khi đi ngang qua phòng của ba anh đột nhiên tống không nghe được những âm thanh lạ phát ra từ bên trong anh không người lại thì nghe được tiếng xe gì của phụ nữ cùng với âm thanh ái muội khiến người khác phải đỏ mặt tống khâm xếp tay lại thành nắm đấm anh muốn tung cửa để làm lớn chuyện này nhưng anh không thể đây cũng là lý do tống khâm ít khi trở về nhà về nhà chứng kiến ba của mình ngày đêm ôm ấp phụ nữ mà quên đi những gì ông đã thể hiện trước bàn thờ của mẹ anh nhưng anh lại nhẫn nhịn, không muốn nói, cố gắng rằng cơn giận xuống mà trở về phòng của mình. Sáng ngày hôm sau, tại Tống già, ông Tống ôm người con gái trong lòng đi xuống nhà. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, đến những người giúp việc thấy cũng quay mắt rồi. Cô gái kia có độ tuổi nhỏ hơn cả Tống Khâm, vậy mà lại đi ôm ấp ông già 50 tuổi, xương anh em ngọt ngào, tình tứ bền nhau. Ảnh đó, đêm qua, làm người ta mày muốn chết rồi. Điệu bộ giận dỗi, làm cho tống lão già phải siêu lòng, chỉ biết vuốt về rồi lấy trong túi ra một cái thẻ đèn quyền lực đưa cho cô gái đó. Được rồi, là lỗi của anh, lấy cái này đi mà mua sắm. Cô gái đó lên nhảy cộng lên, ôm lấy tống lão già, rồi hồn hít, nhìn thấy xe của tống khâm và một vài món đồ bị anh vứt lung tung, khiến tống lão già có vẻ bực mình. Đêm qua, nó về khi nào vậy? Người giúp việc liền đi tới, cúi đầu lễ phép nói. Dạ, thiếu xa về lúc khuya ạ. À? Tống Khâm lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, khoác trên người bộ vest đen lịch lãm. Hôm nay công ty có cuộc họp, nên anh chăm chút cho vẻ ngoài rất tẩm tất. Khi anh vừa bước xuống, người con gái đang nằm trong lòng của tổng lão già, lên sáng cả mắt lên, nhìn anh không chớp mắt. Điều bộ sắn thế áo của anh cũng đủ khiến người ta chết mê chết mệt. Tống lão xa liền lấy lại phong thái uy quyền của mình, cất giọng lạnh lùng hỏi. Còn biết mang đầu về sao? Câu tỉnh nhân nằm trong lòng của tống lão xa, vậy mà con đưa ra bộ dạng trồ chẽn. Cố tình để lộ một phần vài áo trễ xuống, như muốn câu dẫn thêm tống khâm. Có cha chưa đủ, lại còn muốn có thêm con trai của ông ta nữa sao? Tống khâm lướt mắt, nhìn cầm tình nhân đó với ánh mắt lạnh lùng. Sợ làm phiền cuộc vui của bà, còn ít khi về nhà như vậy Bà phải vui mới phải Tống lão xa hậm hực Dù vứt ve bờ vai thoát mịn Của tiểu tình nhân trong lòng Rồi thẳng thường tuyên bố Ngày hôm nay bà cũng nói thẳng luôn Người này là hình dư, Và cô ấy sẽ là vợ của bà Gọi một tiếng gì đi Câu nói của ông làm cho anh nghe qua Như sẽ đánh ngang tay Những kẻ kia ông chỉ chơi đùa với họ thôi Nhưng không ngờ bây giờ Lại còn định đi thêm bước nữa À đàn bà này rốt cuộc có mù mù từ cỡ nào mà lại khiến một người đào hoa như ba của Tống Khâm lại từ bỏ mọi cuộc vui bên ngoài để công khai cô ta là vợ chứ. Hành dư liền vút ve ngực của Tống Lão già rồi đứng dậy dùng giọng điệu hồ ly tình nói Con trai của anh đó sao? Đúng là phong độ lịch lãm, ý hệt như anh vậy. Nhưng mà vẫn không thể sánh bằng anh. Cô ta cố tình để bàn tay của cô ta chạm vào vai của Tống Khâm Ai nhìn cô ta với mắt ghét bỏ, lại tay phủi chỗ cô ta vừa chạm vào, thật sự quá dở bẩn. Em nói đúng, nó làm sao sánh bằng anh được chứ? Nè, còn nhìn nữa, mau gọi gì đi. Từ hôm nay, chúng ta là người một nhà, nhớ phải lệ phép đấy. Tống Khâm trừng mắt, giọng điệu rùn rùn, hai mắt đỏ cả lên, hiện rõ vài tia gần máu. Thế này mà để mẹ của anh ở trên trời nhìn thấy, chắc bà ấy cũng tức điên lên mắt. Năm đó cũng vì những chuyện này mà mẹ của anh lên cơn đau tim mà mất. Ông ta trong thời gian mẹ của anh nằm viện không những không đến thăm mà lại còn đi ôm ấp tình nhân của mình. Đến khi mẹ của anh mất thì hết lòng tỏ dạn nằn hối hận trước bàn thơ của bà để bịt miệng đời nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Gì sao? Cô ta còn nhỏ tuổi hơn cả con nữa đấy, bà. Tấu lão sao một mực bảo vệ cô ta, nói. Tình yêu, phân biệt tuổi tác sao? Mễ là cô ấy yêu bà, và ba cũng vậy. Mẹ con mất lâu rồi, còn con thì sau này lập gia đình. Tới lúc đó, ai là người chăm sóc ba tuổi già đây? Anh bật cười thành tiếng, đúng là chỉ biết chọc cười anh mà. Tổng khâm như điệu bộ đàn bà này có thể chăm sóc được cho ông tuổi già sao? Cũng lắm là đợi ông chút hơi thở cuối cùng rồi thư hưởng tài sản từ ông thôi. Hạ gái như cô ta thì anh đã thấy qua nhiều rồi. Những à đàn bà của ông trước đây cũng vậy. Tình yêu sao? Được. Vậy con chúc bà hạnh phúc với con à đàn bà này. Con có cuộc họp gấp nên con không tiện ở lại. Con phải đi đây. Hình dư nhớ mày ra bộ nũng nịu với tông lão già. Lão già, dạy con đánh lại đi. Để nó hỗn hào với em. Nó dám kêu em là con à đàn bà kia. Tống lão già ôm lấy hình dư vào lòng rồi đứng dậy qua lớn. Tống khâm, có đứng lại đó, có đã không chịu gọi là gì thì thôi. tại sao lại vô lễ với cô ấy như vậy? xin lỗi cô ấy ngay. tống khâm bị giọng của ông làm cho khựng người lại, ai liền quay đầu về phía đôi tình nhân bỗn cờ đáp. không đấy, thì sao? cũng chỉ là con ả à đàn bà chờ chén, chẳng có gì phải tôn trọng cả. để lại sự tức tối trong lòng tống lão già, rồi nhanh chóng rời khỏi đó. tống khâm lái xe nhanh tới cổng ty, trong lòng không mấy vui vẻ khi anh vừa bước chân vào công ty, những nhân viên khác nhìn thấy sắc mặt đen lại của anh, kèm theo có chút sát khí, lê bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Giám đốc tới, mau chuẩn bị, giám đốc có vẻ rất tức giận vụ gì đó, mặt càng lắm. Những nhân viên khác bị làm cho một phen khép sợ, mọi người ở trong phòng họp cũng run rẩy, sợ nếu như góp ý của bản thân hay bản dự án có điều gì đó sai sót, nhất định sẽ bị anh đem ra chút giận mất lễ bụi ân nghe vậy cũng có chút tò mò lúc cô thức dậy thì thấy anh đã rời đi từ lúc nào rồi phát hiện ra bản báo cáo của cô cô đã được hoàn thành không biết là anh đã giúp cô hay là đêm qua cô làm xong rồi mà lại quên mất nữa Cô họp diễn ra hết sức căng thẳng ai nấy đều im lặng vì không dám lên tiếng để đề ra dự án mới lần này lễ bụi ân cũng vừa mới chuẩn bị một chút nhưng nhìn gương mặt đầy sát khí của anh lúc này cũng không dám lên tiếng. Đây cũng là lần đầu tiên cô được vào họp cùng với anh. Thì ra, phong thái của anh lúc làm việc là như thế này. Không phải vẻ mặt hay đùa giỡn với cô một chút nào. Chỉ cần cái lực mắt cũng đủ khiến cô du lên bật bật. Tống Khâm thấy mọi người im lặng thì cũng bắt đầu bực mình. Sao lại cầm như hến vậy? Cầm hết rồi sao? Lúc này, Diệp Kỳ cũng đứng dậy. Cô cũng có chút lo sợ vì hiếm khi thấy anh tức giận như vậy. Nhưng trước giờ, Tống Khâm rất nề cô, anh chưa từng quát nạt cô lần nào. Và lại rất trọng dụng cô, nên cô đành phải đứng dậy, lên tiếng, cứu cánh những người còn lại. Đây là bản dự án mới, tôi đã tổng hợp lại từ mọi người. Giám đốc có thể xem qua. Đôi bàn tay của cô run rẩy đưa nó cho anh. Tống Khâm liền cầm lấy, lật vài trang xem thử. Mọi người đều lo sợ vì bản dự án này bị giáo tên ở phần nào là người đó xem như xui xẻo. Những cặp phần bản dự án đều do so Lý Bội Ân làm cả ngày hôm qua. Có đám người đó lại nhở nhớ vui vẻ đi chơi. Lý Bội Ân vẫn còn thu hân với Diệp Kỳ, nhưng vẫn chưa thể lên tiếng giải quyết được với cô ta. Đôi bàn tay đầy quyền lực của Tống Khâm đột nhiên dừng lại. Đôi lúc mày anh Tuấn đột nhiên nhú lại, lướt mắt nhìn về phía Lý Bụi Ân. Cô cũng giật bắn tim khi nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người đó của anh. Khải nuốt nước bọt một cái, Tống Khâm quăng bản dự án xuống bàn, dù đưa tay xoa đầu đầy mệt mỏi. Ai nấy cũng hết lấy hết để không khí, vì hiện tại bây giờ ai cũng bị ngợp trong cái bầu không khí ngột ngạt này. Cái bản này xoay đi xoay lại đều có một ý, giống như là của một người viết vậy, chứ không phải của nhiều người. Tôi nói đúng chứ? Đám nhân viên ngày hôm qua nhờ lý bụi ẩn giúp đỡ, đến hôm nay bắt đầu có chút lo sợ, họ đều đưa mắt nhìn nhau trong sợ hãi một người ngồi cạnh cô, đột nhiên thụt tay vào cánh tay của cô. Cứ im lặng như vậy, nghe không? Đừng lên tiếng gì hết. Nếu biết, thì chúng ta chết chắc. Tuy nhiên, tiếng xì xào và ánh mắt của người đó bị lọt vào mắt của Tống Khâm. Anh cũng đã điều tra chuyện hôm qua. Lý Bội ẩn ở lại, làm về trễ, sau khi kiểm tra máy tính của cô. Tất cả mọi thứ đều do một tay Lý Bội ẩn làm. Trong số những người ở đây, chẳng có một ai đóng góp gì cả. Vậy mà, còn có ý định ngồi mát mà ăn bát vàng sao? Cậu Lý, có thể đứng lên nói cho tôi biết, giữa này tại sao phải được mang ra ngoài không? Lý Bụi Ân bị những ánh mắt xung quanh làm cho trở nên áp lực. Cô đứng dậy rồi bắt đầu trấn giữ sự bình tĩnh lại để có thể nói. Vì cái này, tôi thấy nó rất phù hợp với chính sách công ty. Và lại, mọi người bên ngoài đã hướng cách nhìn về chủ đề xoay quanh nó nên tôi chắc chắn một điều, mang nó làm dự án, nhất định sẽ có thể thu hút công chúng bên ngoài. Tống Khâm nhìn cô, cả chút run rẩy, tuy nhiên vẫn có sự tự tin trong câu nói. Nếu như bình thường bị dồn vào thế này, như vậy những người ở đây sẽ trả lời không được giành mạch tròn chỉnh và cầu van sẽ lấn cấn. Quả nhiên không tệ chút nào. Được rồi, cảm ơn cô. Có những người còn lại thì sao? Cô đồng. Đồng sao? Người ngồi bên cạnh đe dọa Lý Bội Ân vừa rồi bị déo tên, khiến nhịp tim của cô ta du lên bẩn bật. Đêm qua, có xem lại bản dự án mà Lý Bội Ân gửi. Tuy nhiên, cách làm của Lý Bội Ân thì chỉ có cô ấy mới hiểu. Đồng sao ấp úng, không biết hôm nay xem lại hỏi cặn kẽ đến như vậy. Bình thường, anh rất qua loa nên mấy chuyện này đúng là không thể lường trước được mà. Tôi... tôi cũng sống như cô Lý vậy. Tôi cũng thấy nó rất hợp và theo xu hướng. Tống Khâm nhíu mày như muốn dồn cô ta vào thế bí. Đồng sao mắt láo liên, không dám nhìn anh trực diện, đôi chân như đứng khổng vững nữa. Vậy cô nói xem, bản thiết kế lần này, nó như thế nào? Có thể miêu tả một chút được không? Không thiết kế là của cô, đúng chứ? Nên hỏi câu này là đúng rồi. Đồng sao còn chưa xem qua phần thiết kế. Ngay cả bản thiết kế cũng là do chính lý bụi ân làm, cô cũng đã gửi cho cô ta. Tuy nhiên, cô ta chỉ coi sơ sài, rồi còn chê bai Lý Bụi Ẩn. Bây giờ thì lại gai vào thế bí, không thể đáp lại được. Sao hả? Không trả lời được. Diệp Kỳ ngồi bên cạnh Tống Khâm cũng cảm nhận được sự nguy hiểm xuất phát từ anh. Nếu như để mọi chuyện, Lý Bụi Ẩn gánh vác công việc một mình, người bị khiển trách đầu tiên chắc chắn là cô. Vì cô không kiểm tra lại kỹ càng và lại chủ đích này cũng là do so cô bảy ra Chỉ vì quen sự sơ sai của Tống Khâm, nhưng bây giờ ai đột nhiên kiểm tra gắt gao từng thứ như vậy nên ai cũng không đỡ được. Vậy từng người ở đây thì sao? Có ý kiến gì không? Không gian vẫn chỉ bảo yên tĩnh. Lúc này anh lại hỏi tiếp. Cô Lý, cô có thể nói sơ qua về kế hoạch dự án được không? Nếu nói được tôi sẽ thưởng. Đừng quan tâm đến ai hết. Cứ nói đi. Những ánh mắt như muốn đe dọa lấy bụi ẩn lại bị ánh nhìn của Tống Khiêm hạ bệ. Bởi vì lúc này thả chết hết còn hơn là một người sống còn lại chết. Tuy nhiên, Lê Bụi Ân cảm thấy được Tống Khâm đang muốn chống lưng cho cô, nên cô liền đứng dậy phát biểu, giọng nói tỏ rõ, đầy đủ và xúc tích. Tống Khâm gật gù và đứng bật dậy. Được, theo như những gì tôi quan sát, thì tất cả mọi người ở đây, vì thấy tôi quá dễ, nên mới không để tâm đến giá lần này. Dương Cô Lý là nhân viên mới, nhưng lại sát giỏi và chăm chỉ. Nên tôi quyết định sẽ để dự án lần này do cô ấy là người đứng ra quản lý. Có ai không phục không? Tất cả đều lắc đầu, nhưng ngay sau đó anh lại cất giọng làm cho đám người đó một phen đầu tìm. Những người màng danh, góp phần viết dự án này đều bị chủ lương, coi như là cảnh cáo. Tôi biết hết đấy, tôi không phải trả con mà để các người dẫn dắt đầu. Từ đầu đến cuối đều do cô Lý làm, tôi nói đúng chứ? Anh lại bắt đầu thấy bực bụi, cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân lại đập mạnh tay xuống bàn, nghiến rằng nói. Cô họp đến đây thôi, các người liệu hốn với tôi đấy, từng người một. Sau khi anh rời khỏi phòng họp, khẩu khí cũng trở lại ban đầu. Có điều, đám người kia không dám lên tiếng gì với Lý Bụi ẩn nữa. Còn về Diệp Kỳ, thấy Tống Khâm ngày càng bảo vệ cô ra mặt, nên ôm cục tức trong lòng, hai tay bấu chặt vào đùi, mắt không ngừng liếc về phía Lý Bụi ẩn. Vành váo lắm nhỉ, cứ chờ xem. Sau khi từ phòng họp đi ra, lý bụi Ân tưởng như đã gây hiểm khích với những người đồng nghiệp của mình. lúc trước không khí đối diện với đám người đó cũng không khá khẩm hơn mấy. nhưng ít ra họ còn ngoài mặt vui vẻ, nhưng bây giờ thì không ai nhìn lấy cô dù chỉ một cái. lúc lý bụi Ân đi đến bàn làm việc của mình thì bị đồng sao đi ngang gạt chân. lý bụi ẩn biết cậu ta chơi khăm mình nhưng cô vẫn không đỡ được. thật may lúc đó một bàn tay trở ra nắm lấy tay của lý bụi ẩn. Cô liền cúi đầu cảm ơn, nhưng ngay lập tức nhận được giọng nói trầm ấm. "Cô Lý, không sao chứ?" Cô bị giọng nói đó làm cho thu hút, người này vẻ ngoài khá điển trai, thường thấy anh ta ngồi làm việc ở một góc trong cùng nên cũng không có chào hỏi, và anh ta là người khá trầm tính, ít nói, thường những cuộc chơi của công ty thì anh cũng không mấy khi tham gia. Phải nói là anh ta là người được nhất trong công ty này. "Tôi không sao." Lúc này cô mới để ý bản tên của anh ta đeo trước ngực anh ta tên là lục nhị thất tuy nhiên nghe cô nói không sao ánh mắt của anh vẫn rõ theo cô lấy bùi ân liền buông tay ra rồi đi trở về chỗ của mình trong suốt buổi làm Cô thỉnh thoảng ngừng đầu lại chạm mắt với lục nhị thất anh lại rất vui vẻ cười tươi với cô tuy nhiên cô lại có chút e ngại liền cúi đầu xuống cuối ngày làm việc hôm đó lấy bùi ân định về thì đột nhiên Diệp Kỳ đi tới. Cô ta không hề nở nụ cười giả tạo như mọi khi nữa. Cô ta đưa cho Lý Bụi Ân một sắp giấy tờ gì đó, rồi lạnh nhạt để lại một câu. Cái này là của mọi người. Coi quà, rồi gửi lại tôi tổng hợp. Cô thở dài một hơi, cạm quỵ, cố gắng xem xét. Có vẻ cuộc sống của cô sau này sẽ khó khăn hơn rồi. Ngày hôm đó, cô kết thúc trong sự mệt mỏi. Cô đứng dậy, dọn dẹp lại chỗ của mình, rồi về nhà nhưng vừa đi ra khỏi cửa thì có tiếng gọi vọng lại từ phía sau chuyển đến. Cô Lý, cô để quên đồ này. Lục nhị thất là người về sau cùng, anh nhìn thấy chiếc túi sách vẫn còn để trên bàn là việc của cô. Đều bụi cầm lấy, mang nó chạy về phía cô. Lấy bụi ân trột khụng người lại, nhận ra bản thân lại để quên túi sách ở đó. Bên trong còn có điện thoại và ví tiền. Đột nhiên lại đáng chế như vậy, chắc có lẽ do từ nãy giờ cô cứ để tâm tới chuyện công việc quá chăng. Cảm ơn anh. Cô nhận lại chiếc túi sách từ tay anh, nhìn anh đứng đấy thở dốc, thật sự cảm thấy bản thân làm phiền người ta quá. Lục Nghị Thất chân tĩnh bản thân lại, vẫy tay. Không sao, cô Lý này, lúc ở phòng họp nhìn cô ngầu thật đấy. Tôi không có ở bên nhóm của cô, nhưng mà đợt trước tôi thấy nhóm của cô cứ để cô làm suốt. Thì ra tất cả đều bị anh ấy nhìn thấy, tuy nhiên anh chẳng thể lên tiếng được bởi vì bản thân không cùng nằm một nhóm dự án với cô. Cả hai lúc này cũng có giao lưu với nhau, trò chuyện được một lúc, cũng đi xuống tầng trệt. Lấy Bụi Ân như đồng hồ, hôm nay cô dự định sẽ nấu một vài món ngon để mang đến chỗ của bà. Lúc này, lục nhị thất cũng lái xe từ dưới hầm xe lên, anh vội bóc còi, đánh động đến cô. Cô Lý, nhà của cô ở đâu vậy? Tôi ở đường XB, tôi đang đón taxi về, anh về trước đi nhé. Lục nhị thất đột ngột mở cửa xe rồi đi xuống. Nhà tôi cũng ở trên đoạn đường đó, cô ở khúc nào vậy? Khúc đầu đường, cạnh quán ăn bê. Lục nhị thất lên vui vẻ đáp. Lê xe đi, tôi đưa cô về, dù gì thì nhà tôi cũng nằm trên đường đó. Cô ở đầu đường, có tôi ở cuối đường, nên tiện về lắm. Lý Bụi Ân vốn sĩ muốn từ chối, nhưng từ nãy đến giờ cô không thể bắt xe được, nếu vậy sẽ bị trễ mất nên cô quyết định đồng ý lên xe cùng anh về. Đây cũng là lần đầu tiên cô nói chuyện với người trong công ty một cách thân thiết như vậy. Tính tình của Lục Nhị Thất khá hài hước và hòa đồng. Nhiều lúc cô cảm thấy ghen tị với những người dễ hòa nhập giống anh vậy. Mới đó mà đã đến nhà, lúc ở bên cạnh Lục Nhị Thất, cô cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Không biết có phải là vậy hay là tại vì cô bị cuốn vào những câu chuyện mà anh đã kể về những người trong công ty chiếc xe dừng lại trước căn hộ khi cô vừa bước xuống xe anh đã vẫy tay chào nói hẹn mai gặp tạm biệt anh về cẩn thận mai gặp lý bùi ấn cũng nhanh chóng đi vào nhà để chuẩn bị cơm nước mang đến chỗ của bà lúc này cô nhận được vài dòng tin nhắn của tống khâm có vẻ như dạo gần đây công việc của anh vất vả quá nhưng cô lại cảm thấy như vậy lại càng may mắn vì cô không cần phải đến chỗ anh ta chỉ mong anh ta ngày nào cũng có việc như vậy, không nhìn thấy anh lại càng tốt hơn. Sáng ngày hôm sau, Lý Bùi Ân vừa bước chân ra đến ngoài trạm xe buýt, chưa cửa nhà, định sẽ đi xe buýt đến công ty Nhưng ngay bên đường, một chiếc xe quen thuộc xuất hiện, người trong xe cũng hạ cửa kính xuống, Người lập tức cất giọng. Cô Lý, cô bị giọng nói đó làm thu hút, không ngờ là lục nhị thất, anh mở cửa đi xuống xe, trên tay vẫn còn đang cầm điện thoại, dòng số điện thoại của Lý Bụi Ẩn. Anh định sẽ gọi cô, nhưng mà không ngờ họ lại có thể gặp nhau, đúng là quá trùng hợp. Anh Lục, anh đi làm sớm vậy? Cô lên xe đi, tôi định gọi dù cô đi làm chung, xem ra trùng hợp gặp nhau ở đây. Tôi với cô Lý, quả là có duyên về. Lý Bụi Ẩn vốn dĩ, không muốn làm phiền người khác, nhưng với tính tình của Lục Nhị Thất, anh đương nhiên cảm thấy vui là đẳng khác. Sau khi 5 lần bài lượt, từ chối, cô cũng chịu thua với sự kiên nhẫn thuyết phục của anh. Anh lại còn muốn sau này sẽ cùng cô đi làm và về nhà nữa. Ngay đến đây, hai má của Lý Bụi Ân như đỏ bừng lên. Cô cũng cảm thấy người con trai này quá tử tế, nhẹ nhàng, lại còn gà lẳng nữa. Sau ngày hôm đó, thì mối quan hệ của họ trở nên khẳng khít và thân thiết hơn. Cô như được mở lòng ra. Có những điều cô cảm thấy buồn chán thì khi có lục nhị thất, cô nói ra tâm sự với anh, mọi thứ đều như được giải tỏa. Cũng đã ba ngày rồi, cô và Tống Khâm không gặp nhau, cũng không có lấy một câu tin nhắn nào từ phía anh. Lý Bội Ân cho rằng anh đã chán cô rồi nên đã không làm phiền đến cổ nữa. Lý Bội Ân trong ba ngày này sống rất tốt, cuộc sống như nở hoa vậy. Cộng thêm, cô lại có một người bạn khác giới, khá thân thiết. Nhưng suy nghĩ đó của cô chưa được tồn tại bao lâu. Lập tức, dòng tin nhắn của tống khâm hiện lên sau khi ta làm lập tức đến chỗ của tôi địa chỉ cũ lấy bụi ân còn trước kỳ vui mừng thì đã bị tên ác ma đó déo gọi rồi sau khi ta làm cô định sẽ đến chỗ tống khâm thì lục nhị thất vẫn như thượng lệ định cùng cô về nhà xin lỗi anh lục tôi cần đi đến chỗ này chắc là không về cùng anh được lục nhị thất có chút buồn trong lòng nhưng vẫn muốn cùng cô về nhà tôi đưa cô đi nhé không cần đâu, anh về trước đi. Sau khi tạm biệt lục nhị thất, cô bắt được xe taxi, nhanh chóng đến chỗ của Tống Khâm. Cô cảm thấy có chút nguy hiểm, vì mấy ngày không gặp anh ta, sợ rằng anh ta dồn nén dục vọng trong người quá lâu. Hôm nay sẽ khó lòng mà qua khỏi. Chưa gì, cô đã cảm thấy sợ người. Cô không biết phải làm cách nào để cho anh ta chán ghét cô nữa. Cả chuyện sinh con, cô cũng sắp quên mất rồi. Cô đứng trước cửa căn phòng quen thuộc, Bên trong là căn phòng của tên ác mà đó. Cô hít một hơi thật sâu, rồi vội mở cửa. Tống Khâm lại ngồi trên giường, anh xoa xoa hai bên thái dương đầy sự mệt mỏi. Ai đồn ngột cất giọng, như đã biết được sự xuất hiện của Lý Bụi Ân. Đến đây, xoa đầu cho tôi đi. Lý Bụi Ân ngoan ngoãn bước tới, giúp anh xoa hai bên thái dương. Cô cất giọng đầy sự mệt mỏi. Muốn làm gì thì nhanh dùm, tôi còn phải mang đồ ăn đến cho ba của tôi. Tống Khâm nhíu mày rồi đáp. Yên tâm, tôi cho người gửi đồ ăn đến cho ba cô rồi. Thậm chí, còn cho người đến chăm sóc ông ấy, cô không cần phải lo. Bàn tay của cô từ mạnh mẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Cũng mấy ngày không gặp, Tống Khâm cảm giác như tận ba năm chưa gặp cô vậy. Mùi thơm quen thuộc cùng với đôi bàn tay mềm mại ấy. Anh không thể nhẫn nhịn, chờ đợi quá lâu để mới bảo cô sau khi ta làm tức tốc tới đây. Anh lại nhẹ nhàng chạm vào đuôi bàn tay, mềm mại ngọc ngà, một cách được nhiều. Anh vốn dĩ, chỉ xem cô là một món đồ chơi. Tuy nhiên, anh vẫn còn mang trong đầu chút ký ức về cô gái của thành xuân năm đó, nên chẳng thể mạnh mẽ chơi đùa cô như cách mà anh tưởng nghĩ. Nhà của cô, sau này không cần phải trả tiền nữa. Tôi đã mua đứt nó rồi. Lý Bụi Ân ngạc nhiên. Hả? Tôi nói, tôi đã mua lại căn hộ đó rồi. Sau này mỗi tháng không cần trả tiền nữa. Cô lại lóe lên chút suy nghĩ trong đầu, rốt cuộc anh lại có mưu gì khi lại tốt bụng như vậy? Anh lại muốn gì nữa đây? Đối tốt với cô, không được ừ Lý Bụi Ân ngồi xuống bên cạnh anh, cười khinh bỉ. Đối tốt với tôi, anh đang tìm cách để lấy lòng tôi, để tôi yêu anh, rồi đá tôi đi, xem như là cách trả thù, đúng chứ? Tống Khâm cũng không ngờ cô lại nghĩ xấu cho anh như vậy nhưng bản chất anh đóng vai ác quen rồi đột nhiên đối tốt với người ta khiến người ta hiểu lầm cũng thật khó chịu tuy nhiên anh lại lời giải thích tống khâm cười khẩy đáp cô thông minh thật đấy anh yên tâm đi tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu anh muốn có còn lắm đúng không vậy thì sớm có còn rồi kết thúc đi tôi quá mệt mỏi khi dây dưa với anh rồi câu nói đầy sự vô tình lạnh lẽo của cô khiến người ta phải tổn thương tuy nhiên Tống Khâm lại chẳng có chút cảm xúc nào, có lẽ vì anh cảm thấy quá quen với mấy câu nói của Lý Bội Ẩn, đơn giản ngay từ đầu họ chẳng ai có tình cảm với ai cả, đơn giản cô chỉ là thú vui tiêu khiển của anh thôi. Hôm nay cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn để cho anh muốn làm gì thì làm, tuy nhiên, Tống Khâm lại không hề muốn làm chuyện đó với cô. Tống Khâm đứng dậy, đi tới trước gương chỉnh sửa lại trang phục của mình, rồi lấy chìa khóa xe đi theo tôi đến nơi này. Lấy Bội Ân không biết anh lại muốn mang mình đi đâu, nhưng vẫn lặng lẽ đi theo lưng anh. Cai xuất phát đến một trung tâm mùa sắm, lấy Bội Ân bị những bộ trang phục đắt tiền làm cho chói mắt. Chỉ cần chạm tay vào thôi, cô cũng cảm nhận được mùi tiền đang bám trên tay của mình. Có mơ, cô cũng không tin được một ngày mình lại bước vào một sắp thời trang bậc nhất thành phố. Những bộ cánh lùng lình, tua đẹp được thiết kế tỉ mỉ từ dịu dàng, thành lịch, sexy, quyến rũ, công chúa, bánh bèo, mọi kiểu đầm váy vóc ở đây đều có cả. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Mua đồ cho cô, ăn mặc như vậy, còn muốn đi cùng, làm xấu mặt tôi. Sau này mặc đồ trang điểm, triển chu vào. Lễ bôi ân bị anh nắm chặt tay, kéo vào bên trong. Cô khó chịu giật tay mình ra, khỏi tay anh, cầu nhau nói. Làm vậy để làm gì? Tôi muốn mặc sao? Trang điểm thế nào? Tùy ý tôi. Tống Khâm tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ lãng tử cao ngạo. Có muốn trả thù không? Tôi biết, cô bị nhân viên công ty ức hiếp, nên giúp cô đầu tư vẻ ngoài lại, để cho cô trả thù họ đấy chứ. Thì ra, không có chuyện gì mà Tống Khâm không biết. Trong thời khắc này, cô lại có chút rung động, nhưng ngay lập tức, cô liền xóa bỏ suy nghĩ đó. Bởi vì, anh cũng đã nói, chỉ muốn lấy lòng cô, làm cho cô yêu anh mà thôi. Cô chẳng qua, chỉ là một món đồ chơi của anh nên anh chẳng thể nào giúp cô mà không có mục đích còn nhìn gì nữa Đi vào thử mấy cái đó cho tôi tống khâm nhờ nhân viên lựa ra những bộ cánh xinh đẹp nhất lấy bụi ân buộc phải nghe lời anh đi vào bên trong thử từng bộ một sắc mặt của anh thay đổi theo từng phong cách mà cô mặc trên người có vẻ như cô không có thần thái lắm nên khi mang trên người những bộ trang phục sang trọng không thể toát lên được khí chất của mình. Mắt anh rất có thẩm mỹ, nên khi đến trước một cái tủ quần áo, anh đã nhắm đến được một bộ váy có thiết kế nhẹ nhàng thanh lịch, có vẻ nó sẽ rất hợp với cô. Tiếp theo đó, anh đã lấy rất nhiều, lấy bụi ấn ở trong phòng thay đồ để nỗi khóa mắt chóng mặt. Nhưng khi bước ra, cô như bước sang một chàng khác. Người đẹp vì lụa, quả là không sai. Nhưng những bộ đồ mà cô mặc trên người, nó sinh ra như dành cho cô vậy mắt thẩm mỹ của Tống Khâm cũng không tệ, anh lựa tâm đắc bộ nào là bộ đó đều rất phù hợp với Lý Bụi Ẩn. Hiện tại, cô đang mặc trên người chiếc váy xòe nhẹ, trắng tình khôi, thiết kế trễ vài. Tống Khâm mỉm cười hài lòng, đứng dậy, đi tới, lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Bên trong là sợi dây chuyền ngọc trai, thiết kế đơn giản nhưng giá trị rất lớn. Lý Bụi Ẩn nhẹ nhàng chạm vào sợi dây chuyền, mắt nhìn anh khó hiểu. Tôi không đeo đâu, đắt tiền lắm, lỡ như hư hỏng, không có tiền đâu mà đền cho anh. Tống Khâm giữ lấy tay cô, mặt rất nghiêm túc, đôi tay chạm lên bờ vai thanh mảnh của cô. Ánh mắt có vài phần dịu dàng, nhưng Lý Bụi Ân không nhìn thấy. Cho cô thì cứ đèo đi, qua bên đây chút nào. Anh nắm lấy tay của cô, cái nắm tay này có phần dịu dàng hơn lúc trước. Anh đưa cô đến chỗ trang điểm và làm tóc, dặn dò nhân viên. Làm cho đẹp vào, và để cô ấy thật sự tỏa sáng. Còn nữa, mấy cái mỹ phẩm này gó lại hết luôn cho tôi. Vâng, thưa thiếu gia, tiểu thư đi theo chúng tôi nào. Anh ngồi ở bên ngoài, chăm chú lướt điện thoại để giết thời gian trong khi chờ đợi. Một lúc sau, lấy bữa ân cũng từ bên trong bước ra. Cô như hoàn toàn được lột xác thành một con người khác. Mái tóc dài của cô được uốn xoăn bồng bềnh với lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn đem lại sự mộc mạc tự nhiên phù hợp với tổng váy của cô mặc hôm này. Sự dịu dàng thanh lịch, nhẹ nhàng thuần khiết, ai như chiếm đắm trong sự xinh đẹp của Lý Bụi Ẩn, giống như thanh xuân năm đó trở lại vậy. Giây phút thanh xuân năm đó tái hiện lại, cô lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh. vẻ xinh đẹp lúc đó, đúng là không bằng bây giờ. Nhưng lúc đó, anh thấy cô rất xinh đẹp và đẹp hơn tất cả những loài hoa. Vẻ đẹp mang đầy gai nhọn, khiến người ta phải tổn thương nhưng vẫn muốn chạm vào. Trang điểm có vẻ hợp với cô đấy Anh đi đến gần cô Nhẹ nhàng nương niu lọn tóc Nhân viên lúc này cũng gói mọi thứ lại Mang đến cho anh Nhìn lại cô vẫn còn thiếu một thứ Anh đi đến tủ kính Lấy một đôi giày cùng tông màu Rồi mang đến cho Lý Bội Ân Anh khuỵu gối xuống Nâng chân của cô lên Tư tế dịu dàng đeo nó vào cho cô Trong thời điểm này Lý Bội Ân lại thấy nhịp tim mình đập liên hồi Tuy nhiên cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng người đàn ông này rất mù mồ. Cô không thể chỉ vì mấy cái hành động này của anh mà mở lòng với anh. Anh đừng cố gắng nữa. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Tống Khâm che miệng cười thành tiếng nhìn biểu cảm cùng với giọng nói chắc nịch này của cô không hề khiến anh tổn thương nhưng ngược lại càng phấn khích. Không thử thì làm sao mà biết được. Tôi tin một ngày cô sẽ yêu tôi thôi. Lý Bụi Ân ca buổi không thèm đói hoài từ Tống Khâm. Bánh được mang ra, cô cũng chẳng muốn động tới. Tống Khâm cũng chỉ biết bất lực, anh cầm cái bánh lên, ăn một miếng. Anh không thích đồ ngọt lắm, nhưng thấy Lý Bụi Ân ăn có vẻ rất ngon, nên cũng muốn ăn thử, nhưng có vẻ nó không hề hợp khẩu vị của anh cho lắm. Cô ăn thêm đi. Không ăn nữa. Anh bóp lấy miệng của cô há ra, rồi nhát cái bánh vào miệng của cô, làm cho cô u ớ, không thể nói được gì. Ngón tay của anh chạm vào đôi môi của cô, lầu luyến không rời. Trên tay còn vương lại chút mảnh vụn của bánh, anh đưa lên miệng nếm thử. Mùi vị lúc này cũng không tệ chút nào, chắc có lẽ là mùi vị của cô ở trên đó đến ngon hơn thì phải. Tôi đưa cô đến đây để ăn, thì cứ ăn đi. Thầy Lý Bụi Ân vừa nuốt xuống cái bánh, cô vừa định kêu ca cái gì đó, thì ngay lập tức lại bị anh nhét thêm cái bánh nữa vào miệng. Lúc này trên sân khấu, vị MC cũng bắt đầu giới thiệu một số vật phẩm đấu giá và vật phẩm quy giá nhất được xuất hiện sau cùng nên trong thời gian này Tống Khâm cũng không mấy để ý đến mấy món bảo vật kia cho lắm. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra lại một vài công việc và lịch trình của mình. Xem ra những ngày tới có vẻ sẽ rất bận rộn. Người phục vụ lúc này cũng đi đến rót rượu cho Tống Khâm và lấy bụi ân. Cô cũng nuốt xong cái bánh. Anh nâng ly rượu lên đưa cho cô làm cô sợ anh lại định nhét bánh vào miệng mình nên cô che miệng lại mặt lo sợ uống đi cô uống được mà phải không cô nhìn ly rượu trên tay của anh liền nhớ lại chuyện trước đây cũng vì ly rượu mà cô đã vội trao thân cho tống khâm để bây giờ cuộc đời của cô bị trói buộc bởi anh như thế này thử hỏi xem cô còn có dám động vào rượu lần nữa hay không vội đầy ly rượu ra mặt lạnh tành đáp không uống và không bao giờ muốn uống lại anh cũng không muốn bắt ép cô nhưng khi nhìn vẻ mặt chán ghét của cô khi nhìn thấy ly rượu có lẽ như cô xem nó là một thứ gì đó rất kinh tởm anh đặt ly rượu xuống rồi cho người đổi rượu thành một loại nước trái cây khác lúc này bên ngoài cũng có một người tên tuổi xuất hiện người đó không ai khác là ông tống hữu ba của tống khâm lý do anh xuất hiện ở buổi đấu giá không chỉ đơn giản là vì món bảo vật mà là vì anh biết hôm nay ông mang người đàn bà đó đến đây để đấu giá món bảo vật đó cho cô ta. anh muốn cùng lý bụi ẩn đấu cùng với ông và người phụ nữ đề tiện đó một trận. trận đấu cha con nhà họ cũng sắp bắt đầu rồi. vmc cũng bắt đầu cất rộng để phần khách. ông tổng hữu ngồi xuống bàn bên phải bàn của tổng khâm. tuy nhiên ông vẫn chưa biết. và kính thưa quý vị đến phần mà mọi người mong chờ nhất của buổi tiệc đấu giá hôm nay tôi xin được công bố sợi dây chuyền ngọc trai, lầu lý bích ngọc là vật phẩm của quận chúa Giảng Nam. Là món bảo vật còn sót lại, được tận 100 năm, nhưng vẫn còn rất mới, thiết kế rất tinh xảo, là tổ lên sự cao quý của người phụ nữ đeo nó. Giá khởi điểm của sợi dây chuyền là 10 triệu. Cuộc đấu giá bắt đầu. Tất cả những ông lớn ở đây, họ đều muốn có được sợi dây chuyền đó để tặng cho người phụ nữ của mình. Lúc này, mọi người bắt đầu đấu giá, vô cùng khốc liệt. Tống Khâm nói khẽ vào tai của Lý Bội Ân. Có thích nó không? Lý Bội Ân từ nãy đến giờ không mang đến chuyện của giới thượng lưu, cả nhìn cũng không thèm nhìn đến món bảo vật đó, đừng nói chỉ là thích. Chẳng có chút nào gọi là lôi cuốn cổ cả, cô đáp lạnh nhạt. Không, thật sao? Nhưng tôi sẽ đấu ra nó. Cô cho tôi tí động lực để đấu ra nó đi chứ. Anh cảm thấy cô quả thật là khó chịu, đến bảo vật đó bao nhiêu người phụ nữ ở đây đều hướng mắt tới và mong muốn còn cô lại dán mắt vào màn hình điện thoại để giết thời gian. Trong thời gian này mà cô còn có thể chạy đít lại công việc được, cô chẳng biết tạo thu vui cho bản thân gì cả. Được rồi, tôi thích, cứ đấu giá đi. Nói qua loa cho có, tuy nhiên Tống Khâm lại cười mỉm, có vẻ như rất hào hứng. Đợi sau khi ông Tống Hữu vừa ra giá xong, anh liền đưa tài lên, nói lớn. Một trăm triệu. Tất cả mọi người bắt đầu khựng lại, hướng mắt về phía Tống Khâm. Hiện tại, chỉ mới ra giá tới 50 triệu, mà anh đã nhảy vọt nhanh như vậy. Mọi người có vẻ như biết tên tuổi của anh, đến mặt may xanh xao Tuy nhiên, bị người phụ nữ của mình ngồi bên cạnh, cầu nhau, nên họ nhất quyết phải tranh đấu có được nó. Đặc biệt là ông, Tống Hữu, khi nhìn về phía người ra giá 100 triệu đó, ông rất hoang mang, vì đó là con trai của mình ông liền ra hiệu vẫy tay với tống khâm sau đó không thấy anh nhìn ông ông liền lấy điện thoại ra nhắn một cái tin cho tống khâm con trai nhường cho ba được không dù gì con cũng đâu có phụ nữ bên cạnh hay là để ba đấu giá cho gì còn nhé tống khâm nhìn xong tin nhắn lên quay sang nhìn ông ông đang có vẻ rất cần sợi dây chuyền đó để giúp ngọt tình nhân bé nhỏ bên cạnh của mình tống khâm lên đột nhiên nắm lấy tay của lý bụi ân dù đưa lên cho ông thấy dù nhắn lại một dòng. Ai nói là còn không có. Bà nghĩ chỉ có ba mới có sao. Cô gái này là bạn gái của con và cô ấy cũng rất thích nó. Xin lỗi bà, con phải có bằng được nó. Tổng hữu nhấn rằng càn kết vì ông biết Tổng khâm rất cứng đầu một khi anh muốn có được thứ gì lên lập tức có được thứ đó. Nhưng trước giờ chưa từng nghe qua hay thấy qua Tổng khâm nhắc đến bạn gái. Hay là tại vì ông vô tâm quá mà không để ý mấy chuyện này. Tuy nhiên, tình nhân bé nhỏ của ông đang nũng nhịu đòi có được sợi dây chuyền đó. Nếu không có được mà lại còn thua con trai thì còn gì là thể diện nữa chứ? Lão già, em muốn có nó. Lão già phải đấu giá nó đó. Hình dư ôm lấy cánh tay của Tùng Hữu, nũng nhịu. Được được, sẽ có nó cho em. Ngay lập tức, ông đứng dậy hồ lớn. 200 triệu. Tống Khâm cũng theo đó mà đấu giá. Hiện tại chỉ còn hai cha con nhà họ đấu giá với nhau, vô cùng khốc liệt. Tất cả cũng chỉ vì phụ nữ. Tống không biết ba của mình không thể vì phụ nữ mà vung tiền quá nhiều. Ông ta cũng có giới hạn của mình, dù cho bản thân có yêu thích người phụ nữ đó đến đâu. Tuy nhiên, tiền công ta vẫn là nhất. 300 triệu Lý Bụi Ấn lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn sợi dây chuyền. Một sợi dây chuyền nhìn có vẻ bình thường như vậy, nhưng lại được Tống Khâm đấu giá cao như vậy làm cô cảm thấy choáng váng với con số đó quá cô nhẹ kéo vạt áo của tống khâm nhưng anh không để ý anh khoanh tay trước mặt liếc qua nhìn tống hữu cười đầy khều khích vị mc thấy cũng có chút không khí ngột ngạt dường như sự cạnh tranh của hai cha con nhà này khiến cho buổi đấu giá ngập tràn sát khí ông tống hữu mắt trộn lên ra hiệu với tống khâm nhưng anh lại bẩy ra vẻ mặt nhợn nhờ có ai đấu giá cao hơn 300 triệu không ạ? À? 300 triệu lần thứ nhất, 300 triệu lần thứ hai, 300 triệu lần thứ ba. Kết thúc buổi đấu giá, sợi dây chuyền thuộc về Tống Thiêu Già. Tống Khâm đứng dậy, trao chút sự vỗ tay chúc mừng và có chút tiếc nuối của những người còn lại. Phía ông Tống Hữu tức đến bốc khói, hình dư bắt đầu biểu môi, giận dỗi, rồi đứng bật dậy, nhanh chóng rời khỏi đó. Ông Tống Hữu còn định sang nói chuyện với Tống Khâm nhưng vì hình sư đã bỏ đi nên ông đành phải đuổi theo để dỗ dành cô ta. Sau khi có được sợi dây chuyền, Tống Khâm liền đeo nó lên cổ của Lý Bụi Ẩn. Cô còn có cảm giác được sự nặng nề của sợi dây chuyền mang giá 300 triệu. Cô nhìn anh đầy khó hiểu, không biết tại vì sao anh lại đấu giá vì sợi dây chuyền đơn giản này mang danh đồ cổ mà có giá này cũng không xứng đáng lắm. Thì ra, đấy mới chính là thú vui tào nhã của người giàu. Tôi chẳng thấy nó đáng giá 300 triệu chút nào Nhưng cũng cảm ơn anh Tôi không thích đau nó Trả lại anh đấy Lấy Bùi Ân vội tháo nó ra Trả lại cho anh Cô cũng tranh thủ đi vào nhà vệ sinh Cởi bỏ bộ quần áo mà Tống Khâm mua cho mình Cả đôi giày cào gót Và mấy cái túi đồ hiệu Anh mua cũng trả lại tất thảy Tống Khâm thật sự nhẫn nhịn Và chiêu chuộng cô quá Nên bây giờ cô đang khiến anh nhục nhã đấy sao Cứ như vậy mà vẫn đang cố tỏ ra bản thân thanh cao, che bỏ những thứ mà anh đã bỏ tiền ra để mua tặng. Tông khâm bắt đầu cảm thấy tức giận, ánh mắt của anh có phần nguy hiểm. đôi bàn tay anh siết chặt lại. cô còn định là sẽ đón taxi về, nhưng kịp thời đã bị Tông khâm bắt lấy tay, lên bế sốc của lên quắc mạnh vào xe. À, anh điên rồi à? Tiếp đó, anh quăng thêm đống túi sách đồ hiệu của cô vào trong xe sợi dây chuyền anh cầm trước mặt của cô. Vô cảm xúc, giật mạnh, làm cho sợi dây chuyền bị đứt ra. Những hạt chuỗi cứ thế mà theo nhau, rơi vùng vãi trong xe. Lấy bụi ân trọn tròn mắt, nhìn anh, hiền ngang làm hồng sợi dây chuyền, bản thân vừa đấu giá 300 triệu. Hiền ngang phá hồng nó, như một món đồ chơi, không có chút giá trị nào vậy. Cô đừng tưởng, bản thân mình thành cao. Rồi cũng một ngày, cô bị tôi làm hỏng, rồi bứt đi như sợi dây chuyền này thôi tôi đang trêu chuộng cô thì đừng để tôi tức giận lý bụi ân khẽ rồn lên khi nhìn vào con người đè lái của anh môi miếm chặt không dám hé nổi lời cô quên mất là mình còn nằm trong lòng bàn tay của anh nếu cô cứ cãi lời không ngoan ngoãn thì sẽ là những gì mà anh ta nói anh ta nói được làm được và tiền trong mắt anh ta cũng chẳng có giá trị gì giống như cô vậy vì cô đang là món đồ chơi nên anh mới đối xử tốt với cô tôi Tôi biết rồi, tôi nhận mấy thứ đó. Lý Bụi Ân vội đưa tay, nhận lại những hạt ngọc trai nằm trên xe. Cô nâng niu nó trên tay, Tống Khâm cũng không để ý mà lái xe nhanh hơn trở về khách sạn. Vừa đến nơi, anh đã mang cô lên phòng. Do mấy ngày nay, cơ thể mệt mỏi vì công việc, anh cho hề có một phút giây nào nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đến mấy chuyện đó, dù nén lại, kèm theo thái độ của Lý Bụi Ân suốt cả buổi khiến anh tức giận như vậy lửa giận vẫn chưa thể dập tắt được. Tống Khâm, anh nhẹ tay chút được không hả? Tôi sắp gãy tay rồi. Tống Khâm vừa mở cửa, lên mạnh mẽ, kéo cô vào trong nhà. Anh quăng cô mạnh xuống giường, rồi cởi phăng chiếc áo khoác của mình ra. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, dường như con người lúc nãy và bây giờ không phải là một người vậy. Tuy nhiên, anh chợt nhớ ra điều gì đó, rồi đi tới tủ lấy, rồi mang nó đến trước mặt của cô, cưỡng chế. Uống đi hả anh gàn rộng sữa uống đi hỏi nhiều quá nói xong anh liên dăn cảm xúc của mình xuống đợi cô cầm lấy ly sữa uống cạn một hơi anh mặc dù lúc nào cũng nóng giận nhưng vẫn có chút quan tâm cô cô cũng không biết tại sao ai lúc nào cũng cho mình uống sữa cả nhưng qua thật sữa này có thể giúp cô tăng cần ra tốt tôi không muốn uống nữa đâu sau này anh đừng cho tôi uống nó nữa được không tôi ngán lắm rồi kêu ca cái gì Tôi không thích người ốm Có ra thêm một chút thì tốt Cô mà để bản thân sụt cân nào Thì biết tay tôi Nói rất lời anh liền đi vào phòng tắm Lý Bụi Ân không biết là Anh có tiếp tục chuyện lúc nãy hay không Nhưng hiện tại thì anh đã rời đi rồi Về mặt cũng có chút đỡ hơn lúc nãy nhiều Cô nằm trên giường một lúc Thì cũng buồn ngủ Trong lúc ngủ cô có cảm giác như Ai đó đang chạm vào cơ thể của mình Đến khi mở mắt ra Thì cô đã nhìn thấy Tông Khâm đang ở trên người của cô. Trong lúc cô ngủ mà anh vẫn còn tinh thần làm mấy chuyện này nữa sao? À, anh, anh làm gì vậy? Tống Khâm bắt lấy đôi chân ngọc ngà đang rẽ dụ của cô rồi cười nhẹ. Cô ngủ thì cứ ngủ, việc của tôi thì để tôi. Còn nếu lỡ thức rồi thì hoạt động chút nào. Anh vừa nói dứt lời, liền tiến tới, chiếm hữu lấy đôi mùi, đang định kêu ca của Lý Bụi Ẩn. Cô bố chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh. Cô chán ghét chuyện phục vụ người đàn ông này. Cô không rõ về việc sinh nổ lắm, nhưng đã quan hệ mấy lần rồi, không có sử dụng biện pháp an toàn. Nhưng tại sao cô vẫn chưa có dấu hiệu gì cả? Hay là như vậy vẫn chưa đủ sao? Thứ mà Lý Bụi Ân mong đợi nhất bây giờ chỉ có thể là có thai để sớm ngày thoát khỏi tên khốn kiếp này. Cô không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa. Ngày hôm sau, Tống Khâm dậy rất sớm, nhìn người con gái nằm trong lòng của anh, mang vẻ mệt mỏi do hôm qua bị anh say vò cả đêm. Hôm nay cũng là ngày nghỉ, nên anh cũng không muốn đánh thức cô. Anh cũng không có thời gian để nằm đây nghỉ ngơi. Anh còn phải về căn nhà đó để lấy chút đồ. Quả thật bản thân vẫn chưa thể hoàn toàn rời khỏi nơi đó. Điện anh còn phải ngày ngày đối mặt với bà của mình và người đàn bà đó. Anh chỉnh sửa lại quần áo trên người của mình không quên quay đầu nhìn lại người con gái đang nằm trên giường kia một cách lưu luyến rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tâm tình của anh hôm nay vẫn không khá khẩm hơn mấy, có lẽ là do bệnh tâm lý của anh lại tái phát. Anh mắc một chứng bệnh rất dễ nổi giận và một khi nổi giận thì sẽ khó mà khống chế được, từ lúc đó sẽ làm cho người khác bị thương. Anh bị mắc căn bệnh đó cũng là từ lúc bị Lý Bụi ẩn khinh thường. Đêm qua, cũng vì lý bụi ẩn trả lại tất cả những món đồ mà anh đặc biệt dành tặng cho cô vậy mà cô lại từ chối thăng thừng tỏ vẻ thành cao để đó cũng là nguyên nhân khiến anh tay phát lại cũng may anh có thể kiềm chế được nếu không sợ sang đêm qua anh đã ra tay làm cô bị thương mất rồi tống khâm đưa tay vào đầu của mình nhìn lại những viên ngọc nằm ngổn ngang trong xe lấp lánh đêm qua anh cũng vì tức giận mà làm hỏng nó Ai đặc biệt đấu giá để có được nó, để lấy lòng cô, nhưng vẫn không được. Người con gái đó qua thân khó chiều hơn anh nghĩ. Đôi chân của anh mạnh mẽ bước xuống xe, vừa đi vào nhà thì người giúp việc đã có chút hoảng loạn. Thiếu gia, lão gia đi vắng rồi à? Tống Khâm thấy thoải mái hơn, lông mày cũng sẵn nhẹ ra. Vậy thì tốt. Người giúp việc còn chưa nói dứt lời, anh đã vội đi lên phòng. Lúc đi ngang phòng của ông Tùng Hữu, thì cánh cửa đột ngột bật mở. Người phụ nữ đó bất ngờ xông tới, ôm chầm lấy Tống Khâm, không chút do dự. Tống Khâm bị hình sư ôm bất ngờ, nhưng vẫn nhận ra đó là người đàn bà của bà mình. Anh vội nắm lấy tay của cô ta, kéo ra, sắc mặt trở nên đáng sợ. Ơ, cậu, làm tôi tưởng anh Hữu về, cha con hai người, quả là giống nhau thật đấy. Cô ta lại bày ra, về mặt lẳng lờ của mình, trong bộ váy ngủ lụa để rớt một bên vai, trông chẳng ra làm sao, không biết là cô ta vô ý hay cố tình mà cứ để ngực của mình lấp ló thoát ẩn thoát hiện như muốn cầu dân anh. Tống Khâm cũng không muốn đôi co với cô ta, anh thẳng thừng hất tay định rời đi thì bị cô ta giữ lấy cánh tay, cố tình để ngực xáp lên cánh tay của Tống Khâm. Này, cũng là người một nhà mà, cho hỏi nhau chút không được sao? Trong đầu Tống Khiêm đột nhiên lóe lên một ý nghĩ gì đó. Anh quay đầu lại, mỉm cười. Đây cũng là lần đầu anh nở một nụ cười đầy nham hiểm trong mặt cổ ta. Tuy nhiên lại có một sức hút để quyến rũ của một người đàn ông. Hình dư như bị đắm chìm vào cái nhàn sắc ấy trầm trù trong lòng. Cô muốn tôi chào cô thế nào? Là gì? Hay sao? Hình dư bước tới ôm lấy ngang eo của Tống Khâm, ánh mắt đưa tình vuốt ve tấm lưng rộng lớn của anh ngón tay châm trọng phía sau lưng như đang gợi mở điều gì đó. Đừng gọi là gì, tôi đâu có già đến vậy. Cậu có thể gọi tôi là em cũng được, vì tôi nhỏ tuổi hơn mà. So với ba của cậu thì sức trẻ trẻ, phong độ hơn ông ấy nhiều. Đột ngột nắm lấy tay Tống Khâm, kéo anh vào phòng của cô ta, rồi vội đóng chặt cửa lại. Tống Khâm vốn không có thời gian để chơi trò lăng loàn với cô ta, nhưng anh muốn xem con ả này sẽ làm gì được anh. Cô ta vậy mà lại không biết ngại, đột ngột nhón trở lên, dùng ngón tay của mình chạm vào đôi môi của Tống Khâm, lại còn chạm vào mặt của anh. Cậu có muốn thử một chút không? Mùi vị của sự thăng hoa. Tống Khâm nhìn cô ta ở góc độ này, đột ngột nhếch môi cười khinh bỉ, anh nắm chặt lấy cổ tay của cô ta, rồi đẩy cô ta xuống giường. "A, à, nhẹ tay chút đi mà, cậu mạnh mẽ quá đấy." Cô ta còn phát ra âm thanh là mê hoặc đàn ông. Đúng là biết cách dụ dỗ ba của anh đến ông ta mới mê muội đến như vậy. Hạng đàn bà này không xứng đáng ở lại đây chút nào cả. Cô ta nằm trên giường thở dốc, đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ. bà của cậu đi công tác rồi, không cần phải lo ngại đâu. Tống Khâm đột ngột tiến tới, đưa đôi bàn tay lạnh lẽo của mình vuốt ve từ vai của cô ta, khiến cô ta cứ ngỡ sắp làm cho anh dính câu rồi, nhưng không ngờ rằng Đôi bàn tay lạnh lẽo của anh lại tiến thẳng đến cái cổ của cô ta, mạnh mẽ bóp chặt, ánh mắt của anh trường lớn, nồng nặc mùi sát khí. À, cậu, cậu thả tôi ra. Hình dư liên tục dãy ruộng, nhưng với sức lực yếu ớt, không thể đấu lại tống khâm, cô ta dường như sắp chết đến nơi, hơi thở trở nên yếu ớt hơn, sắc mặt xanh sao. Tống khâm nhếch môi cười lạnh, định kết liễu cô ta, nhưng ngay sau đó, anh nới lỏng tay, anh đứng bật dậy phủi tay rồi chỉnh lại trang phục của mình. Về vãn bà tôi chưa đủ, con muốn về vãn tôi. Cho cô biết, bà tôi sẽ dụ, nhưng tôi thì cô chỉ có cái chết. Dám mở miệng mắc lẻo, chính cái mạng của cô cũng không giữ được đâu. Cô liệu hồn đó. Nói rất lời, ai liền nhanh chóng rời khỏi đó, để lại hình dư nằm trên giường, ôm lấy cái cổ của mình, lệ tục thở dốc, mắt liếc về phía cánh cửa. Cô ta mặc dù mới trở về từ cõi chết, nhưng vẫn không biết sợ là gì trong đầu hiện lên một cách để trả thù cậu đợi đó hôm nay là ngày nghỉ để lý mùi ân muốn dành cả ngày của mình bên cạnh ba của mình cô đã chuẩn bị tường tất mọi thứ đồ ăn cũng đã nấu sẵn nóng hổi tỏ là những món mà trước đây ông thích ăn nhưng trước khi đi ra ngoài cô đã phát hiện dấu hôn đỏ nằm trên cổ của mình do tống không để lại cô lấy kem che khuyết điểm ra vội cho đi vết tích mà anh để lại. Cô cũng không biết mình cứ tiếp tục như thế này đến bao giờ nữa. Cô lặng lẽ ra khỏi nhà để đến bệnh viện. Bước chân có vẻ nặng nề hơn. Bên dưới cơ thể vẫn còn chút đau nhức. Lần nào anh cũng làm cho cô bị mệt mỏi như vậy. Sợ rằng một ngày không thể chịu được mất. Lý Bùi Ân đưa tay định đẩy cửa đi vào phòng bệnh của ba mình thì nghe tiếng của bác sĩ bên trong kêu lên. Tiếng máy đo nhịp tim cũng đang kêu ở mức báo động. Túi đồ ăn trên tay của Lý Bụi Ân rơi xuống đất. Cố hoàng sợ đẩy cửa xông vào bên trong. Ba! Tiếng gọi đầy thể lương. Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để giúp cho ba của cô. Một vị bác sĩ đi tới, kéo cô ra ngoài rồi nói. Ông ấy đột nhiên mệt, nhịp tim tăng rất nhanh. Cô ra ngoài một chút nhé. Nhìn sắc mặt xanh xao gầy yếu của ông đang cố chống chọi lại với căn bệnh quái ác của mình mà lòng cô như xé ra thành trăm mảnh. Lý Mụi Ân ngồi gục xuống, khó bớt lực trước cửa phòng bệnh. Tiếng nghẹn ngào khiến cho người khác nhìn vào, không khỏi xót xa. Những người ở trong bệnh viện, ai cũng biết cô, bởi vì cô là người xuyên suốt đến chăm nom ba của mình. Thân gái, một thân một mình nuôi cho bệnh nặng, vừa đi làm kiếm tiền, ai cũng cảm thấy nề phục và thương cảm cho cô. Cô đã ngồi đó rất lâu, khoảng mấy tiếng sau, các bác sĩ cũng đi ra đi vào, nhưng vẻ mặt cũng đã bình thản hơn. Lý Bội Ân liền đứng dậy, kéo tay một vị bác sĩ, hỏi Bác sĩ, bà của con thế nào rồi ạ? À? Vị bác sĩ thở ra một hơi, nhưng vẫn trấn an Lý Bội Ân. Ông ấy đã qua cơn nguy kịch, lúc nãy rất nguy hiểm, hiện tại phải sớm phẫu thuật tìm. Tuy nhiên, tìm ở bệnh viện hiện tại không có. Theo đó, số tiền phẫu thuật tìm thật sự rất lớn, sợ là... Lý Bụi ẩn nước mắt nước mũi lấm lèm, dù có thế nào, cũng phải phẫu thuật cho bằng được. Cô quỳ gối xuống trước mặt vị bác sĩ, nói. Bác sĩ, tim của con, liệu có được không? Vị bác sĩ nghe cô nói như vậy, trong lòng không khỏi xót xa. Một cô gái trẻ như cô còn rất nhiều ước mơ hoài bão. Ba của cô cũng tuổi già sức yếu rồi. Nếu thật sự đánh đổi trái tim của cô cho một người đã già, thật sự không đáng chút nào. Dẫu biết đó là tình thần máu mủ. Nhưng liệu ba của cô có thể sống an yên khi không có cô trên đời này nữa hay không? Đến lúc đó, kẻ độ bạc lại tiễn kẻ độ xanh. Con khờ khạo quá, biết là con rất thương ba mình. Nhưng con nghĩ xem, sau khi phẫu thuật xong, nếu như không thành công thì sao? Chẳng lẽ hai cha con đều mất mạng? Và lại, nếu thành công, thì sau khi hồi phục, ông ấy không còn con bên cạnh, tuổi cũng đã già. Liệu ông ấy có thể sống tốt sao? cô biết là như vậy nhưng cô thà chịu mất cái mạng này nhưng đổi lại ba của cô không còn phải chịu đau đớn nữa hai mắt cô Lý bụi ân đỏ cả lên và sừng to cô nghẹn ngào nói còn có tiền bác sĩ xin bác hãy giúp con vị bác sĩ xoa đầu cô cảm động nói bác sẽ cố gắng nhưng đừng vì chuyện này mà đánh mất bản thân con gái à còn còn tương lai đừng để bản thân sa đọa có biết không Nhìn cô trước giờ không phải là người có tiền, nhưng Lý Bụi Ân lần trước đã mang rất nhiều tiền đến. Lần này vẫn khẳng định rằng bản thân có tiền, nên vị bác sĩ cũng có chút nghi ngờ rằng số tiền đó không phải của cô. Ông cũng không dám nghĩ cô làm những chuyện xấu để có được tiền. Sợ rằng cô sẽ đánh mất chính mình, nhưng quả thật đúng như những gì ông nghĩ và Lý Bụi Ân cũng hiểu ông nói những gì. Đúng vậy, Tiền đó không hề sạch sẽ chút nào Là tiền mà cô đã ngủ với đàn ông mà có được Cô đã đánh mất bản thân Cuộc đời cô trở nên xa đọa Nếu bà cô mà biết chuyện này Chắc ông sẽ chết mất Lúc đó cả đời của cô Sẽ sống trong sự dằn vặt của lương tâm Nhưng cô biết phải làm sao bây giờ Ba của con chắc đã ngủ rồi Lúc nãy vừa tiêm thuốc xong Mà gần đây cũng có người đến Chăm sóc mua đồ ăn cho ba của con người đó có phải là người nhà của con không? Lý Bụi Ân không hiểu ý bác sĩ nói là gì. Cha con của cô làm gì có người thân nào khác? Chợt nhớ ra lần trước, Tống Khâm có nói là đã mớn được một người đến chăm sóc cho ông. Có lẽ đó là người mà bác sĩ nhắc đến. Vâng, vâng ạ. Vậy thì về đi. Có người đó chăm sóc cũng đỡ cho con. Ông ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi. Đến không sao đâu, đừng có lo. Cô gật đầu, luyện tiếc nhìn qua cánh cửa, cô siết chặt tay lại. Có lẽ lần này cô lại đến tìm Tống Khâm. Chắc chắn anh sẽ giúp được cô. Cô vừa muốn có tiền, lại còn muốn có một trái tim hiến tặng cho bà. Năm lần bài luận, cô đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của Tống Khâm. Vì cô biết chẳng có điều gì có thể làm khó được anh. Nhưng chắc chắn đổi lại, anh sẽ yêu cầu cô một điều gì đó. Dù sao, cô cũng chỉ vì muốn cứu ba mình, cô không mang đến chuyện gì nữa cả lấy bụi ân trên đường để về nhà cô định ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn để nấu cơm sẵn tiện chiều nếu vào thăm ba được cô sẽ mang đồ ăn ngon đến lúc sáng đã đổ xong đồ biển làm cho ba của cô không thể ăn được mấy món đó cô thở dài suy nghĩ về chuyện tìm người hiến tim cho bà thì đột ngột và phải một người nào đó xin lỗi cô không sao chứ lấy bụi ân lên gồng đầu xua tay tôi không sao Ơ mà Cô nghiêng đầu nhìn người con trai trước mặt Rất quen thuộc Người đó cũng nhìn cô chằm chằm Nhưng ngay sau đó liền tay bắt mặt mừng Là bội ân đúng không Còn cậu là Khải Châu Không ngờ ở nơi đất trận người đông thế này Có thể gặp lại bạn cũ của mình Hệ tại những người bạn cấp 3 của cô Ai nấy cũng đều tản lạc Có cuộc sống riêng Và không có liên lạc lại nữa Có cơ hội gặp lại người bạn cùng lớp Quả thật là điều hạnh phúc nhất của Lý Bụi Ân. Lúc trước, họ cũng khá thân thiết, nhưng khi tốt nghiệp xong, ai nấy đều có con đường riêng của mình. Cô thì lựa chọn học đại học, còn Khải Châu thì lựa chọn đi du học ở Anh. Nhìn thấy cô, bà đầu Khải Châu còn có chút nghi hoặc, không biết cô có phải cô bạn học giỏi nhân lớp ngày nào đấy không nữa. Nhưng nghe giọng nói cùng với nụ cười quen thuộc, ngay lập tức cậu đã nhận ra cô cả hai nhanh chóng đi đến một quán cà phê gần đó để cho chuyện tâm sự. Khải Châu ngày càng thay đổi, ba đầu Lý Bụi Ân cũng suýt không nhận ra về cách ăn mặc và phong cách của cậu khá trông thanh hơn lúc trước. Trước đây, cậu được xem là một sách của lớp, nhưng bây giờ đã bành trai hơn rất nhiều. Khải Châu phấn khởi, hỏi Bụi Ân, hiện tại cậu đã làm gì rồi? Cậu ở gần đây không? Cô vừa khuấy ly cà phê trước mặt, vừa đáp Tớ làm ở công ty SYM Tớ cũng ở gần đây thôi Cậu về nước khi nào vậy Cậu gãi đầu tươi cười đáp Tớ cũng vừa về nước không lâu Tớ mới dọn đến đường XB Nghe thấy vậy lấy bụi ân lên sao lên XB tớ cũng ở đường đó Trùng hợp thật đấy Khải Châu cười tươi Xem ra họ cũng thật có duyên Anh hiện tại là một bác sĩ thú y Vừa mới tốt nghiệp nên vẫn còn đang trong thời gian thực tập Cái bắt đầu bàn về chuyện lúc trước đúng là biết bao nhiêu kỷ niệm bắt đầu ùa về với họ. Mới đó, bà đã 5 năm rồi, không gặp, ai cũng thay đổi cả. Và cả sự cảm mến mà cậu dành cho cô vẫn còn đó, một mối tình thầm lặng. Cậu đã có bạn trai chưa? Cô bị hỏi chuyện tình cảm nên khá lung túng. Dù sao, cô và Tống Khâm cũng là quan hệ mập mờ, không thể gọi là quan hệ tình cảm được. Chưa, tớ vẫn còn độc thân. Khải Châu cảm thấy rất vui khi nghe câu trả lời của cô, xem ra lần này cậu có cơ hội để theo đuổi cô rồi. Trùng hợp vậy, tớ cũng thế. Trợ lý bụi ẩn nhớ ra bản thân còn phải đi đến siêu thị để mua đồ ăn, để định tạm biệt Khải Châu. Tớ định đi siêu thị, thôi cậu về trước đi nhé. Thầy lý bụi ẩn định rời đi, cậu liền níu lấy tay của cô, nhẹ nhàng nói. Tớ cũng định đi siêu thị, hay là đi chung nhé, sẵn tiện lát nữa, tớ đưa cậu về có được không? Vậy tớ không từ chối đâu đi thôi khải châu đi đến bãi đỗ xe lá xe đến đón lý bụi ẩn cả hai cùng đi đến siêu thị gần đó để mua đồ tính tình cả hai cũng khá hợp nhau đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ được lý bụi ẩn thích cái gì và ghét cái gì như đang ôn lại tuổi thanh xuân của họ vậy lúc này tống khâm gọi mãi mà lý bụi ẩn không bắt máy anh định đón cô đi ăn nhưng điện mãi mà chẳng chịu nghe máy Cô đang muốn cho cho trốn tìm với anh sau. Tống Khâm để điện thoại xuống Rồi đứng bật dậy Lái xe ra ngoài Đi đến nhà để tìm Lý Bụi ẩn Anh lúc nào cũng sốt sắng vì cô cả Khi chiếc xe của anh Dừng lại trước nhà Thì anh nhìn lên phòng của cô Thấy đã bị khóa Xem ra Lý Bụi ẩn đã ra ngoài rồi Anh chọn nghĩ đến ba của cô Có lẽ cô đã đến thăm ông ấy Tống Khâm lại ngồi ly trong xe Nhất quyết không về Và ngồi trong xe đợi đến khuya nào cô về mới thôi. Lấy Bụi Ân cùng Khải Châu cũng đi siêu thị xong, cậu giúp cô xách túi đồ lên xe, rồi lái xe đến đường XB. Bụi Ân, ngày mai cậu có rảnh không? Mai tối rảnh, có gì không vậy? Khải Châu tìm tất cả những chuyện để có thể được gặp cô và gần gũi cô nhiều hơn. Ngày mai, có một buổi từ thiện của thầy thuốc, nên tớ định mời cậu đi chung với tớ, do tớ không có ai đi cùng cả. Đến đó, có thể ăn uống, và chơi trò chơi. Nghe nói, có trúng thưởng đấy, cậu có thể đi cùng tớ không? Lý Bụi ẩn nghĩ, ngày mai cô vẫn còn được nghỉ và mấy cái bảng dự án cô cũng đã tổng hợp xong, xem ra cũng rảnh rỗi. Được, mai tớ cũng không có gì làm, đây là số của tớ, cậu có thể nhắn địa điểm và giờ qua cho tớ để tớ sắp xếp nhé. Cậu hứa rồi đấy nhé. Khải Châu vui mừng xa mặt, xem ra sau này họ vẫn sẽ còn gặp mặt nhau nhiều cậu nhất định sẽ tận dụng tất cả cơ hội và lấy đủ dũng khí để tỏ tình với cô. Khi cả hai cùng bước xuống xe, Lý Bụi Ân và Khải Châu vẫn chưa phát hiện ra một ngọn lửa đỏ rực đang bùng cháy ở từ phía xa. Trên tóc của Lý Bụi Ân dính bụi lên Khải Châu liền đưa tay giúp cô lấy bụi xuống. Cảnh tượng vô cùng ngọt ngào lãng mạn, nhưng có lẽ giây phút đó châu thể kéo dài được lâu. Ngay lập tức, bàn tay của Lý Bụi Ân bị một lực mạnh kéo về phía sau. a à, cô bị kéo đến muốn gãy cả tay. Quay đầu lại nhìn kẻ đã làm chuyện này, không ai khác, chính là Tống Khâm. Bàn tay của anh lạnh lẽo, xếp chặt cổ tay của Lý Bội ân. Anh xanh cà bụi để đợi cô. Vậy mà, cô lại đi tỉnh tứ với người đàn ông khác. Xem ra Lý Bụi Ân ngày càng không xem anh ra gì. Khải Châu nhìn thấy Tống Khâm ngay trong tiềm thức của cậu lên nhận ra. Người mà có chết cậu cũng không quên. Chính là tên đàn anh khóa trên, người đã đánh cậu đến nỗi nằm viện 3 tháng và xém phải ở lại lớp. Vẫn ánh mắt hung tợn đó làm cho Khải Châu không thể nào quên được. Đúng là có thay đổi rất nhiều, nhưng làm sao có thể quên cho được những ký ức đáng ghét đó. Anh làm gì vậy? Bùng tôi ra. Lý Bùi Ân cố gắng rẽ rùa để thoát khỏi sự không chế của Tống Khâm. Nhưng càng cố gắng, anh lại càng siết mạnh tay. Cậu đau đớn không khỏi kêu lớn như sắp không đến nơi Tống Khâm thì không nhận ra Khải Châu Ngay lúc này anh chỉ biết rằng Người con gái này là món đồ chơi của anh Và chỉ của riêng anh Không được để bất kỳ tên đàn ông khác Động vào dù chỉ là một sợi tóc Khải Châu không thể trụ được cảnh này Để định sống lên Cứu Lý Bụi Ẩn Thì bị Tống Khâm đẩy mạnh Dù lúc trước hay hiện tại Thì Tống Khâm vẫn trên cơ của cậu Sức lực anh cũng rất mạnh mẽ với lại trước đây, anh từng có chuyên thích một mình chấp tận mười mấy năm sinh cùng một lúc. Đối với một đứa mọt sách như Khải Châu, chỉ là con kiến trong mắt anh. Anh cũng bắt đầu quay lại, chất vấn lấy bụi ẩn. Cô đi đâu với tên này? Tôi gọi, sao cô không bắt máy hả? Lúc này, trông anh như một con mạnh thú, đang điên cuồng, tranh giành miếng mùi béo bở. Cả người của cô run dậy lên từng cơn. Cô sợ đối diện với tên ác ma này. Và lại, cô cũng không muốn lặp lại ký ức năm đó. Chính anh là người đã đánh Khải Châu, khiến cậu nhập viện và kể từ hôm đó, Lý Bội Ân ghét cay ghét đáng anh. Đến tận bây giờ, anh vẫn luôn đang ghét như vậy, không hề thay đổi. Lý Bội Ân với tay nắm lấy tay của Khải Châu, nói Cậu về đi, tớ sẽ nhắn cho cậu sau. Đừng lo, tớ giải quyết được, mau về đi. Cậu không thể trơ mắt, nhìn tên vụ lại, lâu manh, từng bắt nạt mình, bây giờ lại còn muốn ức hiếp Lý Bội Ân cậu đã từng hèn nhát nằm đó. Bây giờ, cậu không thể hèn nhát như vậy được. Khải Châu không những không nghe lời cô, còn xông tới, kéo lấy tay của Lý Bùi Ân ra khỏi tống khầm, rồi đứng chắn phía trước cô. Ai đang làm bạn của tôi đâu đấy? Tôi sẽ gọi cảnh sát, nếu anh dám nó hại cô ấy. Ánh mắt tống khầm trở nên nguy hiểm, đôi mắt hình viên đạn, đôi môi còng lên, cắt giọng cười xấu xa. Bước chân cũng gần hơn tới Khải Châu. Gọi đi, người của tôi Tôi muốn làm gì thì làm. Người không liên quan, đừng xem vào. Lý Bụi Ân nép sau lưng của Khải Châu, lê tục du lên, bám chặt vào vạt áo của cậu. Cậu sợ mình rơi vào tay của anh. Ngay lúc này, không biết anh sẽ còn làm gì mình nữa. Anh, anh... Khải Châu như bị cứng họng khi nhìn thẳng vào mắt của Tống Khâm. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ chặt tay của Lý Bụi Ân, rồi lui về phía sau. Tống Khâm chẳng khác gì một con hổ đang dồn hai con mùi vào chân tường Bước đi thong thả Hiền ngang và kiều ngạo Khải Châu nắm tay Lý Bụi Ân Định kéo cô chạy khỏi Tống Khâm Thì nhìn lại đã bị dồn vào đường cùng Ở đây không có chuyện của cậu nữa mau cút đi Tống Khâm với tay Về phía sau lưng của Khải Châu Mạnh mẽ kéo tay Lý Bụi Ân về phía mình Khải Châu cứ như vậy Mà bất lực không thể làm gì được Tống Khâm một tay Bế sóc ngược Lý Bụi Ân lên mặc cho cô cố sẽ rũa thế nào, Khải Châu vừa tiến tới thì bị Tống Khâm đẩy mạnh vai, làm cho cậu ngã về phía sau. Chiều cao của cả hai cũng lệch nhau. Tống Khâm vừa cao, vừa khỏe, còn cậu vừa ung yếu và có phần thấp hơn nên không thể đấu lại Tống Khâm. Cô ta là người của tôi, đừng vọng tưởng điều gì nữa. Nói sức lời, anh liền hiên ngang mang Lý Bụi Ân trở về xe, mạnh mẽ, quăng cô vào trong. Lý Bụi Ân khóc lóc, liên tục đập mạnh tay vào cửa kính. Nhìn tình cảnh này, Khải Châu không khỏi xót xa. Không hiểu sao bạn của mình lại có mối quan hệ với tên đàn ông chết tiệt đó. Chẳng phải cô từng rất ghét anh ta sao? Chiếc xe của Tống Khâm cũng nhanh chóng chạy vụt đi. Khải Châu khụy gối xuống đất, gờ mà thất thần nếu như Lý Bụi Ân thật sự bị Tống Khâm khống chế. nhất định cậu sẽ tìm cách để cứu cô. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Để biết diễn biến tiếp theo của chuyện, Thanh Hằng hẹn gặp quý vị và các bạn vào 19h30 phút tối ngày mai nhé. Để Thanh Hằng có thêm động lực, quý vị và các bạn cũng đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh, cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.